chương 71 Thú giữ ổ Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Kha kha như vậy nhân tính hóa bi thương, để tiêu thần đều cảm giác thấy hơi chua xót ba bộ xương đều vây quanh thú nhỏ ngồi sổng xuống, theo chúng con này hỗn thế tiểu ma vương có thể có nét mặt bây giờ, thực sự là quá kỳ quái. Ô ô! Kha kha như là bị thương giống như vậy, cùng thành một đoàn quả cầu nhung trắng như tuyết nghẹn ngào tiêu thần đối xử kẻ địch tâm trí băng như sắt, bất quá đối với người ở bên cạnh từ trước đến giờ chân tâm đối xử, kha kha mặc dù là một cái thú nhỏ, thế nhưng dù sao ở chung thời gian dài như vậy, đã sớm đem nó coi như một cái kỳ dị hài đồng. Kha kha, không phải sợ. Tiêu thần ngồi sổng xuống, đem kha kha ôm lên. Kha kha tựa hồ tìm tới dựa vào, tiếng nghẹn ngào không ngừng, ở tiêu thần trong lòng sâu sắc đem đầu bắt đầu chôn, lại như tiêu thần lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy nó lúc như vậy vô cùng đáng thương, như cái bị người vứt bỏ hài tử. Rắc rắc. Ba bộ xương hai mặt nhìn nhau, chúng nó đối với thú nhỏ từ trước đến giờ mang trong lòng kiên kỵ, tình cảnh trước mắt để bọn họ kinh dị cực kỳ. Tiêu thần thông qua lặp lại thăm dò cùng hỏi dò, hao hết một phen tâm lực mới cơ bản suy đoán ra là xảy ra chuyện gì. Kha kha tự hồ là một cái bị vứt đi, nó biết mình ở đây sinh ra, nhưng nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua cha mẹ. Sau khi mới sinh không lâu đáng thương, leo xuống thần một cành gãy sau liền lạc lối ở quần sơn, sau đó lang thang đến hải đảo bên ngoài khu vực. Hôm nay tìm tới đường về nhà, nhưng nhưng chưa từng nghĩ ở đây vẫn không có nhìn thấy cha mẹ nó, điều này làm cho cùng người một dạng có phong phú cảm tình thú nhỏ đặc biệt thất lạc, cho nên mới như vậy oan ức. Kha kha không muốn thất lạc. Tiêu thần nở nụ cười, nói. Ta giống như ngươi, cũng không thể cùng gia nhân ở đồng thời, sau đó chúng ta chính là người thân. Ngươi nhưng là một đầu cường hãn nho nhỏ thú dữ nha, không thể như vậy ủy ủy khuất khuất, muốn làm một đầu kiên cường nho nhỏ thú dữ. Ê a. À. Tiêu thần quả nhiên thay đổi kha kha tâm tình, nó ảo não vung vẫy hai quả móng vuốt thú nhỏ, dừng nành múa vuốt uy hiếp Tiêu thần, tự hồ phi thường không hài lòng nho nhỏ thú dữ danh xưng này. Tiêu thần phát hiện phương pháp này rất hữu hiệu rất nhanh sẽ dời đi kha kha sự chú ý. Đi, chúng ta đi nhìn nho nhỏ thú dữ ổ ở nơi nào, còn có cái kia cây bảo thụ ở nơi nào tìm tới. Tiêu thần ông kha kha, mang theo ba bộ xương ở cây gãy trên bắt đầu đi loanh quanh. Kha kha hầm hừ từ trên người tiêu thần nhảy xuống, như một đầu ngựa hoang nhỏ vui chơi hướng về cây gãy vùng đất trung tâm chạy đi, vẫn đúng là như một đứa trẻ, rất nhanh sẽ từ trong mất mát chuyển biến lại đây. Thông thiên thần thụ phần gãy chân nhẵn cực kỳ. Tiêu thần ở trung ương khu vực kinh dị phát hiện, nơi này dĩ nhiên có chút phá nát vỏ trứng, như là thất thải thần ngọc bình thường ống ánh long lanh, lưu chuyển nhàn nhạt hào quang. Kha Kha có chút không muốn xa rời mà lại nghịch ngợm ở những này mảnh vỏ ngọc vỡ lăn qua lăn lại, điều này làm cho Tiêu thần giật mình đến mức há hốc mồm, Kha Kha dĩ nhiên là từ dòng như thần ngọc trứng màu bên trong sinh ra. Kha Kha có chút giống sư tử con, lại có chút như hổ con, khắp toàn thân da lông trắng như tuyết ánh sáng như ngọc thấy thế nào đều không giống như là từ trứng màu bên trong sinh ra a à? nếu như nó khắp toàn thân mọc đầy vẫy còn tạm được thế nhưng sự thực cũng không phải là như vậy có lai lịch lớn tiêu thần cho rằng kha kha thân thế hơn nữa sẽ không đơn giản có thể là phi thường mạnh mẽ thú giữ đời sau không phải vậy làm sao có khả năng sinh ra ở bầy rồng cùng rất nhiều hồng hoang mang thú qua lại thú giữ ở đây phụ cận nhưng là rồng tê thú hống a à? ở mảnh vỏ ngọc vỡ lăn qua lăn lại kha kha, như lại nhớ ra cái gì đó, đem trên đầu mình, bảo thù mũ, vô xuống, sau đó cắm ở mảnh vỏ ngọc vỡ bên cạnh, thần thánh cây non sợi rễ lập tức đâm vào mặt ngọc giống như phần gãy bên trong. Ngươi không phải là muốn nói cho ta, thần thánh cây non là từ nơi này đào đi chứ. Tiêu thần kinh ngạc nhìn kha kha. Kha kha dùng sức gật gật đầu, một đôi sáng sủ mắt to còn chớp chớp. Thông thiên thần thụ đã chết héo, thần thánh cây non cũng không thể rút lấy đến sinh mệnh nguyên khí. Tiêu thần nhìn bảo thụ lại lập tức ngay người, chuyện này. Thần thánh cây non là thông thiên thần thụ cành gãy sinh ra, này như là cây khô gặp mùa xuân, khác loại niết bàn cùng lột xác A, thần thánh cây nhỏ tự hồ đã không phải cùng thông thiên cây cổ thụ một dạng cây giống. Tuyệt đối là danh xứng với thực cây thánh, chẳng trách nó rời đi thổ nhưỡng vẫn như cũ không chết. Chẳng qua cây nhỏ tự hồ có hơi bất hạnh, thành bị vứt đi kha kha, khẩu phần lương thực, kha kha sau khi sinh là hút doãn cây nhỏ trên lá ngọc sống sót. Biết đại khái xảy ra chuyện gì sau, tiêu thần khá hơi xúc động, là là kha kha cha mẹ hết sức để cho nó như vậy, khẩu phần lương thực. Thần gì thú nhỏ, hơn nữa không thể so với cái kia mấy con trong truyền thuyết Long Vương phối hợp kém đi tiêu thần nghĩ như vậy đến. Ha ha! Kha kha ở mảnh vỏ ngọc vỡ lăn qua lăn lại, tự hồ triệt để thoát khỏi thất lạc tâm tình như dĩ vãng cao hứng lúc như vậy ha ha cười. Đứng lên đi, không muốn lăn lộn. Tiêu thần đem kha kha kéo lên, mà sau sẽ một đống màu sắc vỏ ngọc thu thập đến cùng một chỗ, nói. Đây chính là thể căn cước của ngươi a, à, ta giúp ngươi nhận lấy đi. Hắn kéo xuống một đoạn quần áo, đem bọc lại tốt vác ở trên người. Hống. To lớn rồng gầm, chấn động phụ cận dãy núi đều rung lên lên, cuồn cuồn sóng âm ở giữa trời cao đặc biệt hùng vĩ có thể cảm giác được rõ rệt khí lưu rung động. Đi, chúng ta đi bên kia nhìn. Rồng gầm âm thanh là ở đến từ phương đông cái kia mảnh dãy núi, tiêu thần bọn họ ở thông thiên cây cổ thụ phần gãy trên lúc trước đi đến, tới gần khu vực biên giới lúc hướng về phía trước phóng tầm mắt tới. Mấy con quái vật khổng lồ đều khoát trên người vẫy giáp, lập lòe mông lung thần quang, ở cách đó không xa dãy núi hoạt động, chúng nó lẫn nhau cách nhau chẳng qua mấy trăm mét xa, nhưng cũng không có gây nên xung đột rất hiển nhiên mười phân dị thường. Vậy cũng là hung ác mấy con hung long A, à, thường ngày đều là độc bá nhất phương vương giả, căn bản không thể cho phép cái khác hồng hoang thú giữ tiến vào chính mình lãnh địa. Tiêu thần trong lòng giật mình không thôi, hắn đã thấy rõ ràng một đầu màu xanh bạo long dài đến 50 mét khổng lồ thân rồng, màu xanh thần quang mơ mơ hồ hồ, đem tôn lên đặc biệt khủng bố. Ở màu xanh bạo long cách đó không xa, một đầu đồng dạng có thể có dài 50 mét quái vật khổng lồ khí thế không kém chút nào tại nó, khắp toàn thân lập loè nhạc hào quang màu vàng, như là do đồng thau đúc mà thành. Nó cực kỳ giống một đầu hùng binh, nhưng tuyệt đối không thể là sư tử, nó khắp toàn thân bao trùm đầy lóng lánh ánh vàng vẫy rồng, sư tử đầu dữ tận đáng sợ, một đôi mắt xanh dường như hai đám quỷ hỏa bình thường uy nghiêm đáng sợ, như sư tử bình thường, tóc mai, hoàn toàn là dài đến mấy mét to lớn gai xương tạo thành, ánh vàng tĩnh mịch rừng. Bốn con tráng kiện mạnh mẽ móng vuốt lớn, như là bốn cái lớn trụ giống như vậy, mỗi một con đều cần bảy, tám người mới có thể ôm hết lại đây. Toàn thể tới nói, ngoại trừ đầy người lóng lánh ánh vàng vẫy giáp, cùng với cái kia to lớn ngạc đuôi ở ngoài, con này hung long thật giống là một đầu giống như núi lớn sư tử. Tiêu thần một chút liền nhận ra, đây là trong truyền thuyết sư vương long, luận thực lực tuyệt không ở bạo long bên dưới, là trong long tộc phi thường hy hữu mạnh mẽ loài rồng. Bạo long cùng sư vương long cách nhau rất gần, lại tường an vô sự, mà càng khiến người ta kinh dị chính là, ở chúng nó cách đó không xa còn có đồng dạng hung hăng long tộc cường giả, một đầu to lớn kiếm long như là một tòa ngọc bích núi giống như vậy, đứng ở một tòa cao đội trên chính ngửa mặt lên trời gầm thét lên. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 72 Núi Thánh Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Bảo Long cùng Sư Vương Long cách nhau rất gần, lại sống trong hòa bình, mà càng khiến người ta kinh dị chính là, ở chúng nó cách đó không xa còn có đồng dạng hung hăng Long tộc cường giả, một đầu to lớn kiếm Long như là một tòa núi ngọc bích đứng ở một tòa cao đồi trên chính ngửa mặt lên trời gầm thét lên. Nó có thể dài tới hơn 40 mét, nếu như muốn miêu tả muốn phía dưới nó toàn thể cảm tưởng, rất giống là một đầu nửa đứng thẳng cá sấu lớn, đương nhiên vẫn có lớn vô cùng khác nhau trên đầu nó sinh ra có một con phi thường sắc bén sừng ngọc bích, dài đến khoảng 10 mét, đây là trời sinh thần kiếm, có thể nói không gì không xuyên thủng, này chính là nó tên tồn tại nguyên nhân. Lại, thân thể của nó hai bên, mọc ra hai hàng như mũi nhọn giống như ngọc bích gai xương, đều có dài mấy mét, có thể ngăn cản cường địch tới gần, lúc cần thiết dùng để bên cạnh va, càng là đã thương địch thủ đáng sợ lợi khí. Kiếm lông thể hình tuy rằng không kịp bạo lông cùng sư vương Long thế nhưng toàn thân nó có nhiều như vậy sắc bén như lưỡi đau sừng đâm để nó có thể cùng trước hai người tranh đấu mà không rơi xuống hạ phong này mấy con hung lông đều là trong long tộc vương tộc nhánh hệ mà cách đó không xa dãy núi còn có mấy con rồng đang gầm thét báo trước hơn nữa sẽ không yếu hơn này ba con hung lông lại dãy núi hiển nhiên còn có cái khác có thể cùng hung lông đối kháng hồng hoang mang thú tiêu thần loáng thoáng đã thấy mấy cái quái vật khổng lồ chúng nó đang làm gì vì sao lại tụ tập ở đây tiêu thần trong lòng tràn ngập nghi vấn ê a à. kha kha nhảy đến tiêu thần bả vai dùng một cái móng vuốt thú nhỏ chỉ về đằng trước tựa hồ đang phát biểu ý kiến tiêu thần phát hiện nó chỉ dĩ nhiên là giữa không trung hắn cảm giác kinh ngạc cực kỳ hỏi kha kha ngươi chỉ không trung làm gì nơi đó không có phi hành chim khổng lồ hoặc dực long a à. kha kha nháy lên mắt to vẫn là ta a à, không ngừng chỉ vào giữa không trung kha kha ngươi đang làm gì nhỉ tiêu thần không rõ kha kha cảm giác uổng phí khí lực thở phì phò dùng móng vuốt thú nhỏ kéo kéo tiêu thần một sợi tóc dài sau đó nhảy xuống bả vai của hắn chạy đến ba bộ xương bên kia đi tới tiêu thần không hiểu ra sao lắc lắc đầu nhưng là chính là lúc này hắn chợt phát hiện giữa không trung hiện ra một tòa cực kỳ hùng vĩ núi cao một tòa làm cho người ta cảm thấy vô tận tan thương cùng xa sư khí tức núi thánh tiêu thần giật nảy cả mình tại sao sẽ như vậy chứ? thế nhưng khi hắn đứng thẳng người ngửa đầu quan sát lúc tòa kia lớn núi đột nhiên biến mất không còn tâm hơi góc độ vấn đề tiêu thần bắt đầu chuyển bước liên tục thay đổi mười mấy cái vị trí rốt cục lần thứ hai nhìn thấy tòa kia mông lung núi thánh kỳ quái là nơi đó có cái gì thần trận hay sao? không phải vậy làm sao sẽ tạo thành như vậy hiệu quả đây, cùng một khu vực dĩ nhiên chỉ có mấy cái điểm vị trí có thể quan sát đến. Đó là một tòa để tiêu thần vì đó rung động thật sâu núi thánh, thực sự quá mức hùng vĩ, đứng ở 1,500 mét cao thông thiên cây cổ thụ gốc cây trên, đều cần ngưỡng mộ. Nơi đó sương mù mông lung, không có cây cỏ, không có chim muông, rất xa có thể cảm giác được, nơi đó tĩnh mịch một mảnh. Có thể nhìn thấy rất nhiều tàn phá rộng rãi di tích cổ, từng tòa từng tòa khí thế bàn bạc hùng vĩ cung điện, khả năng là bởi vì trải qua quá dài năm tháng, có chút hùng vĩ kiến trúc cũng đã sụp xuống. Núi Thánh hùng vĩ cao to, khí thế bàn bạc, từ giữa sườn núi bắt đầu, vẫn hướng lên trên đều có cổ xưa phá nát cung điện, phát ra tan thương cùng tĩnh mịch khí tức, để nơi đó có vẻ vô cùng thần bí. Mà những kia hung lông cùng hồng hoang mang thú, đều thân ở núi Thánh dưới chân. Rất hiển nhiên, chúng nó tụ tập ở đây, quá nữa là bởi vì núi thánh nguyên nhân. Sương mù dày đặc khóa núi thánh, rồng tê thú hống, làm người ta kinh ngạc. Tiêu thần ở cây cổ thụ phần gãy trên, không ngừng di động vị trí, phát hiện hơn trăm mét vuông bên trong, chỉ có ba cái điểm vị trí có thể quan sát đến núi thánh, này phi thường thần dị, dựa theo suy đoán của hắn nhất định có cổ sư thần trận vây nhốt ở nơi đó. Kha kha trước đây ngươi từng thấy ngọn thánh sơn kia sao? Kha kha lắc lắc đầu, soạt một tiếng nhảy đến luân hồi vương xương sọ trên lại hiếu kỳ quan sát núi thánh đến những này mang thú có hay không trước đây liền sinh sống ở khu vực này đây tiêu thần lần thứ hai hỏi dò hắn muốn biết hồng hoang cổ thú là gần đây mới chạy tới nơi này vẫn là vẫn ở núi thánh phụ cận bồi hồi kha kha gật gật đầu giống như ở nói cho tiêu thần khu vực này vẫn chính là hồng hoang cổ thú qua lại khu vực xem ra núi thánh không phải gần nhất hiện ra hiện ra những này cổ thú đã sớm biết sự tồn tại của nó tiêu thần không khỏi suy tư lên đây là một tòa bị phong ấn đảo rồng vào vô số năm trước đây sinh sống ở tòa này trên đảo rồng long tộc có thể cùng thần chống đỡ nói như vậy khí thế kia hùng vĩ bàn bạc trên ngọn thánh sơn những kia cổ xưa mà vừa thần bí cung điện không phải long tộc năm đó kiến tạo chính là cổ thần cung điện mà núi thánh trước còn có một cây thông thiên thần thụ này thì càng thêm làm cho người ta cảm thấy vô hạn mơ màng này cây thông thiên cây cổ thụ bẻ gãy hơn nữa cùng người khác rồng bị phong có quan hệ tiêu thần một nhóm leo xuống thông thiên cây cổ thụ bọn họ lặng lẽ hướng về núi thánh phương hướng ẩn vào đương nhiên rất xa vòng qua những hồng hoang đó cổ thú đối với những kia hung lông cùng ác thú chỉ có thể tránh né chỉ là khi bọn họ vòng qua một một khu vực lớn lần thứ hai tới gần tòa kia ẩn ở trong hư không núi thánh lúc phát hiện bất luận phương hướng nào đều bao vây có thú dữ rất xa nhìn tới giữa núi rừng giống như núi nhỏ khổng lồ thú ảnh đang lay động khí tức hung sát mãnh liệt tràn ngập rừng trong vậy tuyệt đối là giết chết vạn ngàn sinh linh khủng bố thú dữ tiêu thần bất đắc dĩ phát hiện bọn họ căn bản là không có cách tới gần núi thánh bốn phương tám hướng đều có mang thú qua lại kha kha tên tiểu tử này không biết là thật mơ hồ hay là thật không sợ trời không sợ đất lại muốn mạnh mẽ xông tới nếu như không phải tiêu thần gắt gao kéo nó, con thú nhỏ này từ lâu như một làn khói chạy tới. Màn đêm buông xuống, tiếng thú gào thiếu rất nhiều, dãy núi kịch liệt trung động lên, đông đảo mang thú gầm thét lên rời đi nơi đó, từng người về tổ. Ánh trăng như nước, tiêu thần bọn họ bắt đầu đi di chuyển, hiếm thấy có cơ hội như vậy, hắn quyết định buổi chiều tiếp cận núi Thánh, trong vùng núi này cây rừng rất thưa thớt, không có thảm thực vật khu vực, bị mang thú dẫm như nham thạch bình thường cứng rắn, đó là hồng hoang cổ thú thú nói. Phía trước, sừng sững núi thánh lúc ẩn lúc hiện, ánh trăng trong sáng chiếu rọi nhiệt dưới, phụ cận dãy núi như là bịt kín một tấm lụa mỏng mờ ảo. Hống. Một tiếng trống to đột nhiên vang lên, suýt nữa để tiêu thần hai lỗ tai sai lầm thông, dãy núi loạn lá điên cuộn bay, vô tận khí tức hung sát cuồn cuộn mà ra. Đầu kia sư vương long lại vẫn không có rời đi, đối mặt núi thánh, chính đang đối với trăng rít gào, khắp toàn thân nhạc hào quang màu vàng, hầu như toàn bộ chuyển đã biến thành chói mắt kim quang, vô tận mùi máu tanh vị lan tràn ra, hiển nhiên này chính là dết đến vô tận sinh linh sau mà nương theo tại người lợi khí. Nó tự hồ muốn hướng về trên ngọn thánh sơn phóng đi, liên tục trích gào sau, đột nhiên vọt ra ngoài, coi là thật là đất trời rung chuyển giống như vậy, phụ cận dãy núi đều đang rung động. Khổng lồ như núi sư vương long va nát vô tận cây rừng, bộc lộ ra lòng lẫy kim quang, xông lên núi thánh thế nhưng đột nhiên rồng năm âm thanh biến mất rồi, sư vương long lập tức mất đi hình bóng. Dài 50 mét long tộc vương giả, phản phất bỗng dưng bốc hơi rồi. Yên tĩnh một cách chết chóc. Sư vương long không thấy hình bóng, phản phất xông vào một mảnh không biết bên trong thế giới. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 73 Chớp mắt đến địa ngục bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com tất cả có vẻ như vậy quỷ dị cùng đáng sợ phải biết sư vương lòng sức chiến đấu vô cùng dĩ nhiên liền như vậy vô thanh vô tức biến mất rồi phản phất như đều chưa kịp dãy dùa ba bộ xương như là lòng sinh cảm ứng xương tráng trên hoa sen dấu ấn như hỏa diễm bình thường nhảy chập chờn xuất thần ánh sáng chúng nó cảnh giác nhìn quét bốn phía chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu kha kha càng là trực tiếp nhảy đến tầng nhiễm vương xương sọ trên trắng như tuyết như ngọc thân thể dĩ nhiên phát ra từng trận hào quang, một đôi sáng sủa mắt to không chấp một cái nhìn chầm chầm núi thánh. Một luồng cực kỳ tài dị khí tức, từ cái kia thánh thượng tràn ngập ra, bao phủ hướng về vô tận núi rừng nguyên thủy, núi thánh trở nên càng thêm hư vô mờ ảo, mặc dù là đứng ở chính xác điểm vị trí trên, mặc dù mặt trăng treo lơ lửng trên không, phía trước sừng sững núi thánh cũng mông lung lên, phản phất bao phủ lên hóa không ra sương mù dày. Núi thánh phát ra khí tức, khiến người ta cảm thấy phi thường không thoải mái phản phất thân ở xác chết trôi khắp nơi âm u nơi khiến người ta cảm thấy lưng đều đang bốc lên khí lạnh kha kha cả người trắng như tuyết nhung lông đều dựng đứng lên vèo một tiếng dĩ nhiên xông về phía trước mục tiêu dĩ nhiên là phía trước cái kia khủng bố núi thánh tiêu thần vội vàng truy đuổi ba bộ xương hai mặt nhìn nhau cũng đi theo thế nhưng kha kha tốc độ thực sự quá nhanh tiêu thần trong lúc nhất thời dĩ nhiên khó có thể đuổi theo chẳng qua cũng còn tốt, kha kha ở núi thánh dưới chân ngừng lại, tiêu thần một phát bắt được cái này lông xù quả cầu tuyết nhỏ, hiếm thấy nó không có dương nanh múa vuốt, vẫn như cũ lẳng lặng nhìn trước mắt núi thánh. 7. Tám mặt to lớn bia đá, cao tới 50, 60 mét, đứng sững ở dưới chân núi, trên đất bỏ ra tảng lớn bóng tối, âm u khủng bố đến cực điểm. Âm u đầy tử khí lớn bi trên có khắc đầy hung long bức vẽ, bàn tay quỷ thần, điêu khắc cực kỳ sinh động, bạo long, sư vương long, kiếm long, lôi long đều có xuất hiện. Đến dưới chân núi, đã không cần ở di đổi vị trí, ở mỗi cái điểm vị trí cũng có thể nhìn thấy mây mù sau khóa núi thánh. Đến nơi này, tiêu thần không kìm lòng được đi về phía trước, tuy rằng biết rõ khả năng vô cùng nguy hiểm, thế nhưng thăm dò không biết dục vọng để hắn không tự chủ được ở bước động bước chân. Đi tới 20 mét ta sẽ về trở về. Hắn như vậy nhắc nhở chính mình, hắn phi thường muốn biết sư vương long đến vì sao trong phút chốc liền vô thanh vô tức, hắn muốn nhìn một chút trên ngọn thánh sơn đến cùng có gì bí mật. Một mét, hai mét, mười mét. Tiêu thần vẫn đi tới hai mươi mét, vẫn như cũ chuyện gì cũng không có phát sinh, đương nhiên hai mươi mét khoảng cách đối với núi thánh tới nói, chỉ so với dưới chân núi cao hơn không nhiều mà thôi. Trên ngọn thánh sơn căn bản không có bất kỳ thảm thực vật, toàn thể thành màu đen đỏ, như là bị dòng máu nhuộm dần qua phía trước cách đó không xa xuất hiện thứ nhất tòa cổ xưa mà thần bí cung điện khổng lồ, sừng sững đứng sừng sững ở đó, tràn ngập năm tháng tan thương, làm cho người ta cảm thấy vô hạn xa xưa cảm giác. Đồng thời, bởi trên ngọn thánh sơn vắng lặng một cách chết chóc, cùng với một luồng không nói ra được uy nghiêm đáng sợ, để cái kia cung điện to lớn có vẻ hơi tà dị. 20 mét, 25 mét, 30 mét. Tiêu thần đã bị sâu sắc hấp dẫn lấy, quên chính mình 20 mét điểm mấu chốt, phi thường muốn tiến vào tòa kia lúc nào cũng có thể sẽ sụp xuống cung điện cổ xưa bên trong nhìn một chút. Ngay ở khoảng cách cái kia cung điện hùng vĩ còn có xa 20 mét lúc, tiêu thần bỗng nhiên cảm giác phản phất bước vào vực sâu vạn trượng bên trong, xung quanh ánh trăng trong phút chốc biến mất rồi, tỉnh mịch trong nháy mắt bao phủ hắn, hắn cảm giác ở hướng về địa ngục lúng xuống. Chẳng qua, ở ngắn mũi trong nháy mắt, bóng đêm vô tận bên trong đột nhiên bùng nổ ra một luồng sáng lạng ánh sáng tiêu thần bị ánh sáng ống ánh huy bao vây lấy, sau đó bị miễn cưỡng kéo hướng về khu vực sáng sủa. Tiêu thần cảm giác lưng đều ở đổ mồ hôi lạnh, trong nháy mắt hắn quay về tung khắp ánh trăng trên ngọn thánh sơn, rốt cuộc vừa nãy xảy ra chuyện gì. Hắn phát hiện thân thể vẫn như cũ bao phủ mông lung hào quang, mà ở sau người hắn cách đó không xa, kha kha ngồi ở tầng nhiễm vương trên đầu, chính đang vung lên móng vuốt nhỏ, dụng thần ánh sáng bọc lại hắn, đem hắn kéo trở lại là Kha Kha cứu hắn. Liên tục lui về phía sau năm, 6 mét, tiêu thần đi tới ba bộ xương cùng Kha Kha bên người, hắn đã bình tĩnh lại, nhưng vẫn là không biết vừa mới xảy ra chuyện gì, vì sao cảm giác đột nhiên bước vào vực sâu vạn trường đây. Kha Kha vừa mới các ngươi nhìn thấy gì? Kha Kha ở tầng niệm vương trên đầu làm ra một bộ dương nanh múa vuốt dáng vẻ, tự hồ đang hình dung cái gì? Tiêu thần xem rơi vào trong sương mù, không rõ vì sao ta lại đi nhìn thử một chút nếu như phát sinh cái gì kha kha ngươi có thể muốn nhanh tay lẹ mắt a à? tiêu thần tuy rằng cảm giác nơi này uy nghiêm đáng sợ cực kỳ thế nhưng cũng không có cảm giác đến hết sức hoảng sợ hắn lần thứ hai đi về phía trước chẳng qua lần này ở vừa mới địa phương chẳng có cái gì cả phát sinh kha kha cũng hiếu kỳ chạy tới ở tại chỗ nhảy nhóc liên hồi kết quả không có bất kỳ bất ngờ xuất hiện Tiêu thần lần thứ hai thăm dò hướng về phía trước cách đó không xa cung điện cổ xưa đi tới, lần này đi tới 10 mét sau đột nhiên hắn cảm giác sợn cả tóc gáy, ở trong chớp mắt hắn lại phản phất bước vào vực sâu vạn trượng bên trong, yên tĩnh có chút đáng sợ, không có một tia sáng, hắn ở hướng về tràn ngập mùi chết chóc địa ngục lúng xuống. Chẳng qua, thần quan trước một bước đem hắn bao phủ, tiêu thần lại một lần bị kha kha kéo về dưới ánh trăng. Tiêu thần mồ hôi lạnh chảy ra, lưng có chút bốc lên khí lạnh, Hắn cảm giác vừa mới tựa hồ thật sự đi địa ngục đi tới một lần. Hắn không dám tiếp tục thăm dò, chậm rãi lùi về sau, cuối cùng liếc mắt nhìn gần trong gan tất cổ xưa cung điện, nhanh chân rời đi. "Đi, nơi này quá tà dị, chúng ta không thể lại ở lại." Tiêu thần quả đoán rút đi. Dưới núi Thánh cung điện cổ xưa không nhiều, từ giữa sườn núi bắt đầu mới rõ ràng từ từ tăng nhanh, nếu như mỗi một tòa cung điện phụ cận cũng như này tà dị cùng đáng sợ như vậy ngọn thánh sơn này thực sự là một chỗ nơi chẳng lành. uy nghiêm đáng sợ khí tức tràn ngập ở núi thánh phụ cận, tiêu thần bọn họ đã đến dưới chân núi, kha kha mặc dù đối với tòa này lớn núi tràn ngập cảm giác khác thường, thế nhưng nó hiếm thấy yên tĩnh lại, không có thử nghiệm đi sông tới một phen. Vừa lúc đó, một tiếng xuyên phá mây xanh rồng năm đột nhiên bộc phát ra, cây rừng cuồng loạn rung động. Yên tĩnh vô cùng bên trong, đột nhiên vang lên như vậy một tiếng đinh tai nhức ốc trồng gầm, thực sự hơi dọa người, tiêu thần vội vàng ngăn chặn lỗ tai, miễn cho màn nhĩ vỡ tan. Hắn quay đầu lại quan sát, chỉ thấy biến mất ở trên ngọn thánh sơn sư vương long dĩ nhiên xuất hiện. Ngay ở vừa mới vùng cung điện kia phụ cận đột nhiên xuất hiện, nó khắp toàn thân vàng sáng lòe lòe, trực tiếp từ nơi nào chạy toán loạn đi, dài 50 mét khổng lồ thân thể như là núi nhỏ giống như vậy, rơi vào dưới chân núi để mặt đất đều nứt toát ra từng đạo từng đạo khẽ hở thật lớn sư vương long có chút quể oải quể oải suy sụp không có ở tại chỗ dừng lại phun trào cực kỳ khí tức hung sát mãnh liệt kéo lên một luồng huyết tinh cuồng phong lao ra mảnh này vùng núi mặt đất trung động kịch liệt không ngớt kha kha tựa hồ phi thường bất mãn sư vương long tiến hú như là một cái phi thường ảo não thú nhỏ vương giống như vậy quay về sư vương long bóng lưng phát sinh từng trận gầm nhẹ thậm chí núp đi muốn chạy trốn ra ngoài truy đuổi điều này làm cho tiêu thần kinh ngạc không thôi cái này nhỏ mơ hồ cũng thật là thần dị, ở sư vương long mạnh mẽ long uy bên dưới cũng không có ý sợ hãi, nếu như bình thường thú loại từ lâu nâm nớp lo sợ, quỳ rạp dưới đất, dù sao mặc dù mất đi thần thông long tộc cũng là thú loại bên trong hoàng tộc, huống chi là long tộc vương hệ nhánh bên trong sư vương long đây. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 74 Vương hệ trứng rồng bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com hiển nhiên kha kha khả năng đến từ một cái không sợ loài rồng hy hữu chủng tộc chẳng qua tiêu thần mau mau một cái đè lại nó không thể để cho cái này hỗn thế tiểu ma vương làm bừa nó mặc dù lại thần dị cũng chẳng qua là cái ấu thú mà thôi làm sao có khả năng cùng sư vương long đối kháng đây kha kha bất mãn hư hư vài tiếng nhảy đến diêm la vương trên đầu sau đó không cho phép như vậy người mới sinh ra bao lâu vậy cũng là hồng hoang khủng long, ngươi như thế một viên tròn nhỏ còn chưa đủ nhét người ta hàm răng đây. Chờ ngươi lúc nào lớn rồi, lại đi phát uy đi hiện tại cũng không thể săn bậy. A a a a. Kha kha giữ dằn vung vẫy móng vuốt thú nhỏ, ảo não kháng nghị. Chẳng qua nhưng càng lộ vẻ đáng yêu, sáng sụ mắt to chớp chớp, lông xù thân thể lập loè ngọc ánh sáng, có thể nói chung thiên địa tới linh khí một đầu thú nhỏ. Đã không thể đi thám hiểm, trên ngọn thánh sơn cung điện cổ xưa, không thể chỉ một tòa, nơi đó quá mức tà dị, tiêu thần không muốn đem tính mạng bỏ ở nơi này. Nhìn lại nhìn cái kia bị mây mù sau khóa bàn bạc núi thánh, cùng với cái kia như ẩn như hiện, bộc lộ ra vô tận tan thương cùng tĩnh mịch khí tức thần bí cung điện, bọn họ hướng về xa xa bước đi. Đột nhiên, tiêu thần nghe được xa xa núi rừng bên trong truyền đến sàn sạc tiếng vang, một luồng tanh hôi khí tức phả vào mặt, Hắn vội vàng mang theo Kha Kha cùng ba bộ xương hướng về bên cạnh núi rừng chạy vừa đi. Dưới ánh sáng của mặt trăng, một đầu khủng bố quái vật khổng lồ nhanh chóng mà đến, ở dưới ánh trăng lập lòe vàng rực rỡ ánh sáng, dĩ nhiên là một cái dài đến 10 mét màu vàng con rết. Có thể to bằng vải nước nhỏ, độc vật tràn ngập ở nó xung quanh. Trước đây không lâu, tiêu thần từng ở một mảnh trong vùng đầm lầy từng thấy con này rết, không nghĩ tới nó cũng bị núi thánh di tích cổ hấp dẫn tiêu thần cũng không muốn cùng đối đầu, chỉ sợ cũng là hung lòng đối đầu nó đều muốn đi đường vòng. Răng rắc răng rắc. Khủng bố mang hoang độc trùng, trăm chân cùng chuyển động, chỗ đi qua, bất kể là mặt đất, vẫn là cứng rắn nham thạch, đều bị nó sắc bén kia như đau trăm chân cắt trời. Sang sạc. Cách đó không xa một mảnh khác núi rừng, cũng truyền đến gần gũi âm thanh, tiêu thần cảm giác trên người nổi lên một lớp da gà, nếu như còn có tương tự khủng bố độc trùng, Vậy này bên trong thực sự là một mảnh ác địa. Đi mau. Tiêu thần trước tiên hướng về phương xa phóng đi. Độc trùng yêu thích ở ban đêm qua lại, trời mới biết nơi này còn sẽ xuất hiện hay không hồng hoang lớn hạt, thường cổ du diên loại hình ác sâu bọ, tuy rằng độc trùng thực lực không sánh được khủng long, thế nhưng độc tính của bọn họ là khủng bố cực kỳ, là nhất khó đối phó. Tiêu thần bọn họ nhanh chóng chạy ra mấy dặm, đi tới thông thiên cây cổ thụ cạnh gãy nơi, lúc này mới ngừng lại đi tới nơi này, cuối cùng không có loại kia tài dị cảm giác, lại buổi chiều dĩ nhiên không có ác thú tiếng gào thét, mông lung ánh trăng để khu vực này hiện ra đến hài hòa mà lại yên ắng. Sáng sớm, chim nhỏ uyển chuyển hót vang, thấm ruột thấm gan mùi hoa theo gió lay động. Điểm điểm ánh bình minh, đem mảnh này xanh tươi mơn mởn núi rừng, nạm lên từng đạo từng đạo viền vàng, lụa mỏng giống như sương mù dần dần tản đi. Đây là một cái trời trong nắng ấm buổi sáng, dãy núi tràn ngập sức sống tràn trề ở một cái ngọt ngào nước suối bên cạnh, tiêu thần rửa mặt qua đi bắt đầu vì chính mình chuẩn bị bữa sáng, đồng thời suy tư đón lấy hành động. Núi Thánh phụ cận có nhiều như vậy hồng hoang mang thú, làm sao có khả năng sẽ vào bảo vật phía sau núi Tây không mà về đây, hắn cảm thấy tối thiểu cũng phải tìm được một viên trứng rồng. Nhìn tiêu thần ăn non mềm trơn thịt nướng, kha kha mắt không gặp tâm không phiền đi chậm chậm, rời khỏi mảnh này mê người mùi thịt vị trí. Ba bộ xương vẫn còn đang tu luyện, xương trán trên hoa sen ấn ký ánh sáng sáng lạng, chúng nó xương cốt càng ngày càng giống bạch ngọc. Buổi sáng, tiêu thần mang theo ba bộ xương, ở phụ cận dãy núi qua lại, vui mừng ngoại ý muốn phát hiện bảy, tám đầu hung long sao huyệt, ở những thung lũng kia bên trong dĩ nhiên đều có trứng rồng. Là đây là long tộc sinh sôi nảy nở mùa sao? Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Long Vương phối hợp cùng tổ Long sắp xuất hiện xuất hiện, mà khu vực này Long tộc rõ ràng đều là hy hữu thượng vị rồng, e sợ ở trong tất nhiên sẽ có long vương phối hợp sinh ra cả buổi sáng bất kể là hung long vẫn là hồng hoang cổ thú đều không có ở núi thánh trước xuất hiện tiêu thần xem dò xét song song sau liền trở lại thông thiên cây cổ thụ cành gãy nơi tu luyện mãi đến tận buổi chiều lúc rồng tiếng khóc mới ở tòa này thần bí lớn núi trước vang lên tiêu thần bắt đầu chuẩn bị hành động chúng ta đem muốn rời khỏi nơi này dựa theo trước đó kế hoạch Tiêu thần phân biệt cho ba bộ xương bố trí nhiệm vụ, chúng nó đem phân biệt tiến vào ba tòa long cốc, từng người trộm cắp một viên trứng rồng. Mà chính hắn đem tự mình tiến vào sư vương long xào huyệt, trộm lấy một viên màu vàng trứng rồng, sau đó đem ở cây cổ thụ cành gãy nơi tập hợp. Khi hữu thượng vị rồng, trứng rồng chính là báu vật vô giá trên đời, tuy rằng mỗi cái xào huyệt đều có hai đến ba viên, nhưng là các ngươi chỉ lấy một viên đã đủ rồi, mọi việc muốn lưu lại một chút hy vọng sống, không thể để cho long tộc vương mạch nhánh hệ đoạn hậu. Ba bộ xương linh hồn chi hỏa ở trong hốc mắt không ngừng bốc lên, nếu như có con mắt, phỏng chừng chúng nó từ lâu mắt trận trắng, trọng cấp trứng rồng còn nói cái gì giữ lại một chút hy vọng sống, thực sự là. Sau đó mỗi người bọn họ bắt đầu hành động, dồn dập tiếng vào vào núi rừng bên trong. Sư vương long sao huyệt, xây dựng ở một tòa xanh ung tươi tốt bên trong thung lũng, ngoại trừ nó hoạt động khu vực bị dẫm đạp cứng trắng như đá ở ngoài, những khu vực khác vẫn chưa bị phá hỏng, cây cỏ rõ ràng, sinh cơ bừng bừng. Mà hai viên màu vàng ống trứng rồng, liền yểm ở hoa mộc, bị rất tốt ẩn giấu lên. Trứng rồng không cần mẫu long ấp, mảnh này phong phú cây cỏ không có bị phá hỏng đi, như to bằng cái thớt màu vàng ống trứng rồng, vỏ trứng tinh thể long lanh, lập loè sáng lạng hào quang, ở hương thơm nước mũi hoa cỏ có vẻ đặc biệt thần dị, xung quanh hoa cỏ đều bởi vì hai cái viên trứng rồng tồn tại, mà có vẻ bất phàm lên, ánh sáng lưu chuyển. Đây chính là hung hăng nhất sư vương long trứng rộng A, tiêu thần phỏng chừng hai cái viên trứng rộng bên trong, hơn nữa có thể sẽ xuất hiện một đầu long vương phối hợp. Thậm chí là hai con long vương. Hắn nâng lên một viên thần quang lấp lóe màu vàng trứng rồng, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, lao ra vùng thung lũng này, vạn nhất sư vương long trở về, chính là hắn có 10 cái mạng cũng không đủ giết. Rất nhanh, ba bộ xương cũng đều thành công mà về, thần dị trứng trồng hào quang rực rỡ. Hung Long sao sẽ nghĩ tới có người như vậy gan to bằng trời đây, thường ngày đừng nói giả thú không dám tới gần chúng nó sao huyệt, chính là chim sẻ cũng không dám bay qua, chúng nó sao huyệt là sở hữu sâu bọ thú cấm địa, căn bản đừng lo. Tần nhiễm vương chuyển về đến chính là bạo long trứng rồng, ống ánh màu xanh trứng rồng thần quan điểm điểm, như là một vòng màu xanh mặt trăng bình thường làm người khác chú ý. Diêm la vương chuyển về đến chính là kiếm long trứng rồng, ngọc bích giống như vỏ trứng lưu chuyển làm say lòng người ánh sáng, thật giống thông linh phỉ thúy. Luân hồi vương chuyển về đến chính là lôi lông trứng rồng, ánh sáng màu tím lượng lờ, trứng lớn đẹp để cực kỳ, dường như kim cương tím điêu khắc mà thành. Hơn nữa tiêu thần chuyển về đến màu vàng trứng rồng, bốn viên trứng rồng đặt ở cùng một chỗ, coi là thật là ánh sáng sáng lạng lóa mắt, ánh sáng thần thánh đem nơi này làm nổi bật ống ánh khắp nơi, hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ chói lọi đến mức làm người ta không mở mắt ra được. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 75 Tiến vào núi tuyết Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Kha Kha cũng tiến tới, nhảy lên sáng sủa mắt to, tự hồ như là rõ ràng cái gì, ông lấy một cái cùng thân thể hắn kém xa cự mộc, đối với tầng nhiễm vương chúng nó không ngừng đuổi đánh. Này, Kha Kha không nên nháo tiêu thần vội vàng ngăn lại. Kha kha bỏ lại cự mộc, lấy xuống chính mình, bảo thù mũ, sau đó duỗi ra một cái móng vuốt thú nhỏ chỉ vào ba bộ xương, tự hồ đang không hề có một tiếng động lên án chúng nó tội, ba bộ xương đã từng trọng cắp qua nó bảo thù, làm hại nó chịu đói chừng mấy ngày. Ba bộ xương, rắc rắc, đóng mở cầm, không nghĩ tới hôm nay trộm cắp trứng rồng, làm nổi lên kha kha hồi ức, cuối cùng chúng nó nhất trí đem xương trắng ngón tay hướng về phía tiêu thần. Tốt rồi, muốn tìm chúng nó hả giận sau này hãy nói hiện tại chúng ta nhất định phải mau chóng rời đi nơi này tiêu thần cũng không muốn dẫn lửa thiêu thân nâng lên màu vàng trứng rồng đầu tiên rời đi rậm rạp rừng già nguyên thủy tiêu thần một nhóm xuyên qua núi vượt đèo cẩn thận từng ly từng tí một tránh né các loại thú dữ tốc độ đã bị tăng lên tới cực hạn tiêu thần biết không được bao lâu thời gian núi thánh phụ cận chắc chắn đại loạn bốn con thượng vị hung long nhất định sẽ phát điên, phương viên mấy chục dặm bên trong e sợ đều đem không được an bình. Ở cực hạn chạy trốn bên trong, kha kha dễ dàng nhất, nó ở bốn viên ống ánh long lanh trứng rồng trên gọi tới gọi lui, sáng lạng ánh sáng thần thánh đưa nó làm nổi bật cũng phát sinh hào quang. Tiêu thần bọn họ không dám dừng lại hơi thở chốc lát, vẫn hướng tây cấp tốc chạy đi ra ngoài mấy chục dặm, đã xuyên qua tiến vào tỉnh mịch bên trong vùng rừng rậm, sắp tiếp cận cái chết biển xương lúc mới dừng lại nghỉ ngơi. Ở yên tĩnh bên trong vùng rừng rậm, bốn viên trứng trồng ánh sáng đám mây lòe lòe, chỉ có Kha Kha vẫn như cũ vô cùng phấn khởi, ở trứng trồng trên nhảy tới nhảy lui. Gào gừ. Một tiếng như có như không rồng gầm truyền đến, đón lấy núi thánh cái hướng kia, liên tiếp vang lên rồng tê thú hống, tuy rằng cách xa nhau rất xa, thế nhưng vẫn như cũ có thể loáng thoáng nghe được có thể tưởng tượng được núi thánh phụ cận hiện tại loạn thành hình dáng gì, tất nhiên từ lâu là núi lắc địa chấn, long trời lở đất. Không thể ở lại đây. Tiêu thần một là sợ mấy con hung long đuổi tới, hai là bởi vì biển xương phụ cận có tu giả qua lại, hắn quyết định một đường hướng Tây. Đi ngang qua sát khí ung tùng tử vong biển xương lúc, tiêu thần bọn họ không có nghỉ chân, trực tiếp từ bên cạnh tỉnh mịch bên trong vùng rừng rậm ngang qua mà qua. Nhanh chóng hướng Tây gấp rút chạy tới, phía tây là một mảnh liên miên núi tuyết ở đây có thể rõ ràng nhìn đến ở ẩm ướt nhiệt trên đảo rồng quả thực chính là kỳ tích mượn cơ hội này tiêu thần vừa vặn đi xem rõ ngọn ngành nhanh chúng ta tiến vào cái kia mảnh thần bí núi tuyết an toàn nhất liên miên núi tuyết ở tây cái chết biển xương ở bên trong thần bí núi thánh ở đông ba chỗ mảnh đất nối liền một đường thẳng trong lúc đó vì tỉnh mịch rừng rậm tách ra đi xuyên qua tỉnh mịch không hề có một tiếng động rừng già nguyên thủy, mà lại đi xuyên qua vài miếng sinh cơ bừng bừng núi rừng, tiêu thần bọn họ rốt cục đi tới núi tuyết trước. Này cũng không phải ảo giác, phía trước đúng là một mảnh liên miên núi tuyết, trắng nõn hoa tuyết theo gió lay động, lạnh lẽo khí tức nhào tới trước mặt. Kha kha đối với núi tuyết tràn ngập tò mò, nhìn cái kia mảnh tuyết trắng mênh mang thế giới, nó phát sinh một tiếng hoang hô, cái thứ nhất nhằm phía núi tuyết nó vui vẻ ở tuyết địa bên trong lăn qua lăn lại, lông xù trắng như tuyết thân thể hầu như có thể xen lẫn trong tuyết chồng bên trong không bị phát hiện. Tiêu thần bọn họ mang theo trứng rộng nhanh chân đi vào tuyết địa bên trong, nhiệt độ ở gấp gáp giảm xuống, trong miệng thở ra khí thể cũng đã đã biến thành màu trắng, cuốn lấy hoa tuyết gió lạnh thổi vào mặt, quay đầu lại quan sát phía sau mấy trăm mét ở ngoài xanh ung thế giới, thật là khiến người ta cảm giác dường như cách thế, khí hậu thực sự quá trái với lẽ thường này tựa hồ không phải trời đất sức mạnh của tự nhiên gây nên. Tỉnh mịch rừng rậm bên ngoài, rất nhiều liên minh đều tụ tập ở đây. Linh khí mịt mờ tú lệ ngọn núi, tinh khí đất trời lượng lờ thác nước hanh động cổ trước, đều có cường giả thanh niên đang tu luyện. Ở này ngồi mang hoang trên đảo rồng, thực lực mới là đạo lý quyết định, chỉ có bản thân thực lực đủ mạnh mới có thể càng tốt hơn sống tiếp. Hôm nay, biến mất nhiều ngày Yến Khuynh Thành, Khải Lạc, Vương Thông trở về, đánh vỡ nhiều ngày yên tĩnh. Lúc trước bọn họ mang đi những cao thủ toàn đều biến mất không còn tâm hơi, vẹn vẹn ba người bọn họ trở về, gây nên tất cả xôn xao. Là bọn họ cùng tiêu thần ác chiến. Giờ khắc này, Yến Khuynh thành thân ở một mảnh hoa cốc bên trong. Khắp cốc đều không phải không biết tên hoa cây, tươi mới ướt ác lá xanh, đem bảy màu đóa hoa làm nổi bật đặc biệt diễm lệ, từng đóa từng đóa búp hoa đều bao hàm khiến người ta mê say mùi hoa. Yến Khuynh thành một thân quần áo màu tím, ở hoa cây từ bên trong không nói ra được kỳ ảo cùng phiêu giật, cả người mông lung tự huyển, giống như trích tiên giáng trần gian giống như vậy, cả người tràn ngập linh khí, dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường lệnh xung quanh kiều diễm đóa hoa đều mất đi hào quang. Ở nàng cách đó không xa, chú sư Lan Đức ngồi ở trên tảng đá, mái tóc dài màu vàng ống có chút ngổn ngang, bản như ánh nắng mặt trời giống như Mỹ Nam Tử, giờ khắc này lại không giống năm xưa như vậy tự phụ đánh với tiêu thần một trận lấy thảm bại kết cuộc đối với hắn đã kích rất nặng chẳng qua hắn cũng không có tự giận mình ở dưỡng thương trong quá trình siêng năng tu luyện khổ luyện ý nghĩ nghĩ cách ngưng luyện thần thức để càng mạnh hơn hắn đem mấy ngày trước tiêu thần lấy thủ đoạn lôi đình giết chết ba đại liên minh sự tình chậm rãi nói đi ra cái gì yến khuynh thành ngọc thể phát ra từng đạo từng đạo thần quan đem xung quanh một mảnh hoa cây đều miễn cưỡng đập vỡ tan tuyệt mỹ dung nhan tràn ngập sắc mặt giận dữ, ôn nhu bộ ngực cao vút ở chập trùng kịch liệt. Tiêu thần một đêm dĩ nhiên tiêu diệt ba đại liên minh sở hữu lưu thủ người. Làng Đức có chút cây đắng gật gật đầu, nói. Đúng, ngoại trừ ta ở tòa này hoa cốc dưỡng thương tránh thoát một kiếp ở ngoài, người còn lại cũng đã bị thanh trừ. Thật lâu sau, Yến Khuynh Thành mới bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói. Lần này thực sự là. Ta cùng khải lạc, Vương Thông lần thứ hai nhìn thấy đầu kia tử Long Vương, đáng tiếc tổn thất nặng nề, vẫn không có đem lưu lại. Đi ra ngoài nhân mã gần như toàn quân bị diệt, lưu thủ liên minh thành viên đều bị tiêu thần tiêu diệt, thực sự muốn khiến người ta phát điên. Là, vâng, đúng, đầu kia giống như kỳ lân tử Long Vương. Làng Đức ý nghĩ hành động, tử Long Vương lần đầu xuất hiện lúc, liền làm đến sôi sùng sục lên, chỉ là không lâu sau đó, đảo rồng phát sinh kinh thiên đại biến, thần quan phong đảo, dời đi mọi người sự chú ý. Đúng thế. Cái kia chẳng qua là một đầu còn nhỏ Long Vương mà thôi, các ngươi ba đại cao thủ dĩ nhiên không cách nào bắt. Lan Đức rất giật mình, anh Tuấn nhưng cũng sắc mặt tái nhợt, dần 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 lên một chút hồng hào, tâm tình có chút kích động, nói. Truyền thuyết là thật sự, chúng nó sau khi lớn lên, liền thần linh đều muốn run rẩy, nếu như có thể đem thu phục. Nếu như ta cùng khải lạc cùng với vương thông, tu vi đều lại tinh tiến hai tầng, liên thủ lại hay là có thể mang nó khuất phục. Yến Khuynh Thành tràn ngập tiếc núi. Sau đó sẽ có cơ hội. Lan Đức đầy cõi lòng hy vọng nói. Khải Lạc cùng Vương Thông trở về sau, tìm không được chính mình liên minh người, từ những người khác trong miệng biết được ẩn tình sau, hai người đều cơ hội phát điên. Tiêu thần quá mức hung hăng, lại như vậy gọn gàng nhanh chóng tiêu diệt bọn họ lưu lại nhân mã, coi là thật quả đoán mà lại quyết tuyệt. Ngày hôm đó, khu vực này sở hữu liên minh cường giả, cũng nghe được phẫn nộ hống kêu, đó là bị tức đến phát điên tiếng rít. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 76 Phong 3 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Hải đảo trung ương khu vực này lập tức náo nhiệt lên, rất nhiều liên minh đều đang chờ mong, mọi người tin tưởng một trận đại chiến không thể tránh khỏi, khải lạc cùng vương thông không thể buông tha tiêu thần khải lạc chưa đến đảo rồng trước cũng đã ở phương tây tộc rất có uy danh là phương tây tộc thế hệ thanh niên thiên tài ảo thuật linh sĩ mà vương thông chính là bị tu giả nghe tên đã sợ mất mật tiểu lý phi đao truyền nhân tương tự lai lịch rất lớn còn tiêu thần trước đây tuy rằng không gặp uy danh thế nhưng gần đây ở đảo rồng biểu hiện đây chỉ có thể dùng hung hăng cùng đáng sợ để hình dung đón lấy quyết đấu tuyệt đối là long tranh hổ đấu chỉ là Yến Khuynh Thành, đã sớm cùng tiêu thần triển khai cái chết chuyển động cùng nhau, bất tử truyền nhân thân phận mặt cho cũng không ai dám xem thường. Trong lúc nhất thời cùng cuồng sống ngầm, mà chính vào hôm ấy, tử Long Vương tin tức cũng truyền lưu đi ra. Yến Khuynh Thành, Khải Lạc, Vương Thông đem người vây chặt còn nhỏ tử Long Vương, tao ngộ mãnh liệt phản kích. Còn nhỏ Long Vương phối hợp thần dị cực kỳ, ở phá vòng vây trong quá trình đem tu vi hơi yếu người toàn bộ giết chết cứ việc Yến Khuynh Thành, Khải Lạc, Vương Thông bọn họ liên thủ trọng thương còn nhỏ tử Long Vương, thế nhưng vẫn không có có thể đem lưu lại. Tin tức này nhấc lên một mảnh sóng lớn mênh mông, mọi người tới đến đảo rồng mục đích chính là vì tranh cướp Long Vương, phải biết Long Vương sau khi lớn lên để thần đô muốn run rẩy. Nếu như có thể ở nó còn nhỏ lúc, đem thu phục ở bên người, như vậy tương lai quả thực sẽ như mộng biến hóa. Đương nhiên, cường đại nhất vẫn là tổ Long, nó là vương bên trong chí tôn. Cường giả thanh niên nhóm ở đến đảo Rồng trước liền cũng đã nghe nói, bị vây nhốt đảo Rồng có thể có thể đều sẽ bởi vì Tổ Long mà giải phong ấn, đương nhiên đó là mấy trăm năm sau sự tình, còn nhỏ Long Vương lớn lên tối thiểu cần thời gian mấy chục năm, mà vương bên trong vương giả nhưng cần phải hao phí gấp 10 lần thời gian. Trên đảo tu giả đều là một ít thanh niên nam nữ, bọn họ tuy rằng không thể rời đi đảo Rồng, thế nhưng nếu như có thể thu được một con Long Vương nhỏ, như vậy ở năm tháng sau này bên trong, ở tòa này hồng hoang hòn đảo bên trên sẽ đứng ở thế bất bại, trong lòng của tất cả mọi người đều dâng lên to lớn sóng lớn. Mà ngay ở này một thời khắc mẫn cảm, có người tiết lộ tin tức, nhìn thấy tiêu thần cùng ba bộ xương ông bốn viên hào quang lấp lóe trứng rồng đi xuyên qua tỉnh mịch rừng rậm một đường hướng Tây mà đi. Tin tức này không thể nghi ngờ khiến người ta rất giật mình, tiêu thần đến cùng muốn làm gì. Hắn lại dám trọng cấp trứng rồng. Vừa vặn nghe nói Yến Khuynh Thành cùng phục kích tử Long Vương tin tức, rất nhiều liên minh đối với tương quan tin tức đặc biệt để bụng. Rất nhanh, có người liên tưởng đến, tiêu thần trọng cấp trứng rồng là muốn lấy được Long Vương phối hợp. Sau khi sinh Long Vương phối hợp, cứ việc là ở tuổi thơ kỳ hạn, cũng đã phi thường mạnh mẽ, khó có thể thu phục, Yến Khuynh Thành cùng khải lạc đám người thất bại chính là dẫm vào vết xe đổ. Không ít người đều suy đoán, tiêu thần muốn dùng chấp hành Long Vương kế hoạch bồi dưỡng trứng rồng không cần mẫu lông ấp, thần dị trứng rồng ở tinh khí đất trời tắm rửa dưới, sẽ tự mình phá tan. Đông đảo tu giả cuối cùng nhất trí này vì, đây là một cái điên cuồng kế hoạch. Nếu như tiêu thần biết mình bị người như vậy hiểu lầm, tất nhiên sẽ trợn mắt ngoát mồm. Nuôi dưỡng rồng Hắn hiện tại đang tại ăn rồng. Đông đảo cường giả thanh niên cũng không ngồi yên được nữa, mỗi cái trong lòng cũng giống như cháy giống như vậy, rất nhiều người hận không thể lập tức tìm được tiêu thần tìm hiểu tình hình, thậm chí cũng không ít người muốn noi theo tiêu thần đi trọng cấp trứng rồng, nhưng này không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. đảo rồng bên ngoài bát tý ác long cùng sa tượng long bị trọng đi trứng rồng sau khi, bên ngoài sở hữu hung long đã cảnh giác đến nguy hiểm, mà đảo rồng bên trong càng là vừa vặn phát sinh thất lạc trứng rồng sự kiện, sở hữu khủng long cũng đã cảnh giác tới cực điểm, thần kinh đều bị căng thẳng. ngay ở ngày đó phát sinh tính nguyên nhân trọng cấp trứng trọng mà tử thương tu giả sự kiện. Này thì càng thêm khiến long tộc cảnh giác. Rất hiển nhiên Tiêu thần ba lần ra tay giống như đã đóng kín tất cả mọi người cơ hội. Lại không người nào dám đi cướp sạch tổ rồng, thế nhưng mọi người là có tư dục, nghĩ đến Long Vương mạnh mẽ cùng thần dị, không ai có thể không động tâm, tất cả mọi người cũng bắt đầu chuyển động tâm tư. Cuối cùng có người nghĩ đến, nếu như đi cướp bóc Tiêu thần như vậy dù sao nguy hiểm sẽ nhỏ rất nhiều mà lại có thể đạt đến mục đích giống nhau trong lúc nhất thời lòng người di động nhất chân hòa thượng có chút bận tâm muốn cho tiêu thần truyền tin nhưng cũng tìm không được kháng người nhất chân hòa thượng biết hiện tại nếu như có người kích động chắc chắn sẽ có một nhóm người lớn đem đi tìm tiêu thần cướp vật trứng rồng nếu nói như thế tiêu thần mặc dù mạnh hơn cũng sẽ rơi vào hiểm cảnh ngày thứ hai nhất chân lo lắng quả nhiên trở thành sự thật rất nhiều người cũng đã bị kích động lên, muốn đi truy tầm tiêu thần cướp đoạt trứng rồng. Trong đó, rừng rậm tộc cường giả Á La Đức vào lần này phong ba bên trong, đóng vai trọng yếu nhân vật, ở trước mặt người sau lưng đổ thêm dầu vào lửa, nhất chân suy đoán, bất tử truyền nhân Yến Khuynh Thành, ảo thuật linh sĩ Khải Lạc, truyền nhân của tiểu lý phi đao Vương Thông, khẳng định cũng là hậu trường duỗi tay, dù sao bọn họ mới vừa có bị thiệt lớn. Chẳng qua, Phàm là đặt chân đảo rồng tu giả đều không phải đơn giản nhân vật, Đông đảo cường giả thanh niên làm sao sẽ không biết có người trong bóng tối thúc đẩy đây. Kết quả, không ít người phát sinh sướng nghị, nếu Khải Lạc, Vương Thông cùng cùng Tiêu Thần không thể tránh khỏi một trận chiến, không bằng nhanh chóng bắt đầu, mọi người đem cùng bọn họ cùng đi, chứng kiến bọn họ công bằng công khai chấm dứt ân oán. Rất nhiều người đều mơ ước Tiêu Thần trong tay trứng rồng, muốn lấy như vậy cớ đi vào đục nước béo cò, lại đem Khải Lạc vương thông đám người đẩy ở phía trước, có thể nói không sai một nước cờ. Khải lạc cùng vương thông đám người cũng không lo lắng, nguyên bản bọn họ liền muốn đi tìm tiêu thần một trận chiến, hiện tại phát động lên nhiều như vậy tu giả, hoàn toàn là thuộc về tạo thế, lợi dụng mọi người mơ ước trứng trọng trong lòng, ngưng tụ lại như vậy một nguồn sức mạnh, cho tiêu thần đem tạo thành áp lực cực lớn. Cuối cùng, mặc dù bọn họ không động thủ, những người này chỉ sợ cũng phải không nhìn được ra tay cướp giật trứng rồng, đừng xem hiện tại đều là một bộ công bằng hợp lý dáng vẻ. Không ít liên minh một ít tu giả đều một mình tham dự lần hành động này, đương nhiên mặt ngoài xem ra là không có bất cứ vấn đề gì, mọi người sắp sửa đi chứng kiến một hồi đại quyết chiến, thế nhưng có không ít mọi người là túy ông chi ý bất tại tử. Mọi người xuyên qua tỉnh mịch rừng và nguyên thủy, rất nhanh sẽ đi tới hoa tuyết bay tán loạn vị trí, bực này kỳ quan làm cho tất cả mọi người đều gọi kỳ không ngớt bọn họ ở núi tuyết trước tạm thời ngừng lại bước chân. Vào lúc này, núi tuyết trước tụ tập gần trăm người, mà càng nhiều người còn ở chạy tới nơi đây. Đương nhiên, tầm có tham niệm người dù sao chỉ là một số ít người, người đến sau đại thể đều là thuần túy vì xem chiến đấu mà đến, bởi vì tiêu thần gần nhất uy danh thực sự quá thịnh, hầu như sở hữu nghe tin liên minh đều ở tới rồi. Núi tuyết sáng sớm, tuy có ánh mặt trời, nhưng cũng có đặc biệt lạnh lẽo một ngọn núi tuyết bên trên kha kha cao hứng lăn qua lăn lại nó không e ngại lạnh giá mềm mại tuyết địa đối với nó tới nói như mềm mại giường bình thường thoải mái ba bộ xương cùng tiêu thần đều thân ở trong động băng bọn họ đều ở toàn thân tâm tu luyện hào quang màu vàng ống khiến tòa này băng động sáng lạng lóa mắt trải qua lặp lại khúc xạ tỏa ra ánh sáng lung linh tung ở bên ngoài trên mặt tuyết để vùng thế giới băng tuyết này hào quang lượn lờ mỹ lệ cực kỳ sư vương long trứng rộng ẩn chứa sinh mệnh nguyên khí, quả thật là mạnh mẽ hồn dậy vô cùng, sáng lạng kim quang như là nước gần sống, cuồn cuộn không ngừng tràn vào tiêu thần thân thể, trải qua một đêm hấp thu, ánh sáng màu vàng ống mới dần dần ảm đạm xuống. Tiêu thần vai phải huyệt kiên tĩnh như là một cái động không đáy giống như vậy, tự chủ cướp đoạt khổng lồ tinh hoa sinh mệnh. Sở hữu màu vàng sáng lạng ánh sáng như là trăm xuyên hội tụ biển giống như vậy, đều tập trung hướng về một phương hướng. Cuối cùng, ngưng tụ ra một hạt ánh sáng ống ánh điểm, vai phải huyệt kiên tĩnh bị thần hóa. Kết quả này cũng không có ra ngoài tiêu thần dự liệu. Chân trái huyệt thương khâu, chân phải huyệt thương khâu, bộ ngực huyệt trung đình, vai trái huyệt kiên tĩnh, vai phải huyệt kiên tĩnh, tiêu thần toàn thân năm nơi đại huyệt đã ngưng kết thành ánh sáng ống ánh điểm, triệt để thần hóa. Ngũ đại thần huyệt trong lúc đó, tự hồ sinh ra liên hệ nào đó, như có như không, Tinh nguyên sự sống ở năm huyệt trong lúc đó chậm rãi lưu chuyển, để tiêu thần mãnh liệt cảm nhận được bên trong thân thể sinh mệnh nguyên khí bàn bạc. Bà. Tiêu thần cảm giác hắn hiện tại tựa hồ đã có hai cái mạng. Dồi dào tinh nguyên sự sống để da thịt của hắn đều lưu động hào quang sáng lạn, quan sát bên trong thân thể dưới phát hiện máu thịt cùng xương cốt bên trong đều dồi dào hào quang, như là trải qua một phen rèn luyện giống như vậy, lập lòe sinh mệnh bảo vật huy. Mỗi một tất da thịt đều tràn ngập sức mạnh thân thể phản phất như là bị tinh cương đúc ra mà thành giống như vậy, loáng thoáng tiêu thần có một luồng thoát thai hoáng cốt cảm giác. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 77 Cảm ngộ Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Hiện tại tiêu thần cảm giác mình phản phất có kim cương bất hoại thân thế giống như vậy, trong lúc vung tay nhất chân sức mạnh sôi trào mãnh liệt, tự hồ có thể phá diệt tất cả ngăn cản. Mà thân thể cũng càng thêm nhẹ nhàng cùng nhanh nhẹn, thân tùy ý hành động, nhanh như điện quang, ở trong động băng lưu lại một đạo đạo tàn ảnh. Chẳng qua tiêu thần nhưng thở dài một hơi, tu vi tăng lên tới thuế phạm cảnh giới tầng 5 đỉnh điểm, thế nhưng tự hồ đến bình cảnh, khó có thể vượt qua qua cửa ái này, lần này chủ yếu nhất thu hoạch là cường độ thân thể cùng nhanh nhẹn độ tăng lên trên diện rộng. Tiêu thần sâu sắc ý thức được, tu vi tăng lên cần chính hắn nỗ lực tu luyện mới có thể đột phá, cái khác hết thảy đều chỉ có thể làm làm phụ trợ. Tiêu thần đi ra động băng, đứng ở đỉnh núi tuyết bên trên, đón ánh bình minh, cảm thụ trời đất ngập tràn băng tuyết giữa yên tĩnh, vào đúng lúc này tâm linh của hắn là kỳ an bình. Hào quang ngàn vạn đạo, chiếu rọi ở tuyết trắng mênh mang bên trên, trên đỉnh núi điềm lành lưu động, tiêu thần vào đúng lúc này bỗng nhiên có một luồng thể hồ quán đỉnh giống như giác ngộ mặt trời mọc mặt trời lặn âm dương tuần hoàng đền đáp lại ánh bình minh sáng lạng tràn ngập sức sống tràn trề chính dương rừng rực cường thịnh đến cực điểm nắng chiều xế chiều suy yếu mà kết thúc đây là một cái luân hồi chẳng qua nắng chiều xế chiều cũng không phải triệt để chung kết hắc ám qua đi mặt trời mới mọc sẽ lần thứ hai bay lên bắt đầu một phen luân hồi mới tiêu thần chịu đến vô hạn dẫn dắt sinh cơ cường thịnh suy yếu là thích hợp với tất cả vĩnh hằng luân hồi. Gần đây, tiêu thần tiếng lòng kéo rất căng, yêu cầu mình không ngừng đột phá, hình thành một luồng áp lực cực lớn, này đã không còn là hắn đi tới động lực, tự như do cường thịnh kỳ hạn tiến vào thời kỳ suy bại, áp lực đã biến thành lực cản, là hắn trái tim của chính mình nhốt lại chính mình. Trời đất vạn vật, âm dương đền đáp lại, không có vĩnh viễn cường thịnh, chính hắn vây nhốt chính mình, đây chính là hắn rõ ràng ở thuế phạm cảnh giới tầng 5 đỉnh điểm nhưng khó có thể đột phá nguyên nhân. Hắn cần triệt để thả lỏng chính mình, mặc cho nắng chiều xế chiều mau chóng đi qua, bắt đầu một phen mới sinh cơ bừng bừng, mà không phải ở trong bóng tối chống lại. Vào đúng lúc này, tiêu thần phản phất như đại triệt đại ngộ giống như vậy, hoàn toàn thả lỏng ra, sưởng mở tâm linh, mặc cho tâm tư thần du thái hư, ngang qua tại năm núi bốn biển, bay lượn tại cửu thiên cung điện trước, bỏ đi tất cả liên quan với tu luyện tâm tư để phức tạp tâm tư biến đơn giản, để sương mù dần dần thổi tan, để trí tuệ tháp thả ra ánh sáng. Vào đúng lúc này, tiêu thần cả người biến kỳ áo cực kỳ, đón ánh bình minh lặng lặng đứng ở đỉnh núi tuyết bên trên, hắn đã hòa vào trời đất tự nhiên giữa. Tinh khí đất trời, xuyên qua đỉnh mà vào, nhập vào cơ thể mà ra, vô tận linh khí giao hòa tại tiêu thần thả lỏng thân thể, cả người rơi vào một loại trạng thái kỳ diệu giữa, mà hậu thân cơ thể mãnh liệt chấn động, dĩ nhiên phát sinh tiếng sấm ầm ầm, bùng nổ ra một mảnh sáng lạng ánh sáng. Tiêu thần tuy rằng ở thần du thái hư, thế nhưng là rõ ràng cảm nhận được bản thân biến hóa, hắn dĩ nhiên ở trong hoàn cảnh này đột phá. Khổ sở tu luyện, không có tiến triển, thản nhiên quay đầu lại, nhưng đánh vỡ tu luyện hàng rào, thăng cấp vào lĩnh vực mới. Hắn thành công phá vào thuế phạm cảnh giới tầng 6. Trên người ánh sáng dần dần thu lại mà đi tiêu thần trong lòng rất bình tĩnh không hề lay động còn duy trì ở loại kia kỳ ảo cảnh giới nhưng cũng đã tâm có ngộ ra mặt trời mới mọc sáng lạng chính dương rừng rực nắng chiều xế chiều sinh cơ cường thịnh suy yếu đâu chỉ giới hạn ở tự nhiên biến hóa cùng trong tu luyện cái này luân hồi thích hợp với tất cả nhân sinh như mộng bi hoang ly hợp ai có thể một đường hát vang thương hải tan điền thời đại thay đổi ai có thể ngăn trở một khi giác ngộ, hơn hẳn mấy năm khổ tu. Lần này lột xác, đối với tiêu thần tới nói, ý nghĩa trọng đại cực kỳ, đây là tâm linh hiểu ra, tại con đường tu luyện hắn có nhận thức hoàn toàn mới. Rất nhiều liên minh hội tụ núi tuyết, dĩ nhiên có hơn 400 người chạy tới nơi đây, trong đó đại đa số người vì xem chiến đấu mà đến, nhưng cũng không ít người vì trứng trọng mà tới. Mọi người thâm nhập núi tuyết giữa, rốt cục phát hiện tiêu thần hình bóng, ngước đầu nhìn lên núi tuyết đỉnh tiêu thần, rất nhiều người đều mặc xuất hiện vẻ kinh dị. Trong ánh bình minh, tiêu thần cả người xung quanh lưu động hào quang nhàn nhạt, đem hắn làm nổi bật thần thánh an lành cực kỳ, quả thực lại như sắp sửa phá không mà đi như thần. Có mấy người thực sự quá dễ kích động, phát hiện tiêu thần sau dĩ nhiên liền trực tiếp kêu la lên. Tiêu thần ngươi một mình trộm lấy trứng trồng đây. Trên đảo trồng trứng trồng thuộc về tất cả mọi người loại này vụng về cớ để rất nhiều người đang xem cuộc chiến đều thay bọn họ cảm giác mặt đỏ thế nhưng phía trước mấy chục người nhưng căn bản không có loại này giác ngộ rất nhiều người đã bắt đầu chạy trốn hướng về núi tuyết phóng đi yến khuynh thành khải lạc vương thông đám người vẫn không có ra tay những người này cũng đã không kịp đợi tranh nhau chen lấn e sợ cho trứng rồng rơi vào những người khác trong tay mười mấy tên tu giả đồng thời hò hét rất nhanh sẽ xông lên núi tuyết giữa sườn núi phía sau mấy trăm người rất nhiều người đều cảm giác đám này mơ ước trứng rồng người quá mức vô liêm sĩ ở phía sau nghị luận sôi nổi người tại sao có thể như thế vô liêm sĩ đây nhân tính sa đọa a à? này tính là gì sau đó nói không chắc còn có thể có càng chuyện quá đáng đây tiêu thần mạnh mẽ đến đâu cũng không cách nào cùng nhiều như vậy người đối kháng a à? phía dưới tiếng la để tiêu thần từ kỳ ảo cảnh giới bên trong thức tỉnh đợi đến rõ ràng xảy ra chuyện gì sau hắn cảm giác rất phẫn nộ vừa vạn phá vào thuế phàm cảnh giới tầng 6, hắn có cái gì đáng sợ? Muốn đến cứ đến đi. Đột nhiên, tiêu thần thân thể phóng ra năm đạo lộng lẫy hào quang chói mắt, phản phất muốn câu thông phương đông mặt trời mới mọc. Vài đạo to lớn rồng ảnh, từ hắn cái kia bị thần hóa mấy chỗ đại huyệt giữa lao ra, hoàn toàn do lộng lẫy thần quang ngưng tụ mà thành, ánh sáng chói mắt cực kỳ. Màu bạc bát tí ác lông, màu xanh sẫm xà xa tượng lông, ngọc bích giống như kiếm lông, màu vàng sư vương long, khổng lồ rộng ảnh quay chung quanh tiêu thần xoay quanh bay lượn, phát sinh đinh tai nhức ốc trồng gầm. Cực kỳ khổng lồ, biến thành ánh sáng khủng long. Phía dưới tất cả mọi người đều ngây người, quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Tiêu thần chính mình cũng nghi ngờ không thôi, không biết tại sao lại phát sinh như vậy chuyện lạ. Ba bộ xương từ trong động băng vọt ra, kinh ngạc không ngừng đóng mở cầm, kha kha cũng tràn ngập tò mò vẻ, nhảy lên sáng sủa mắt to quay chung quanh tiêu thần qua lại loanh quanh. Miễn cưỡng rồng gầm xuyên phá mây xanh, to lớn quang ảnh trên không trung không ngừng bay vút, đem tiêu thần làm nổi bật quả thực như rất giống ma. Âm âm âm. Núi tuyết phát sinh tiếng vang đinh tai nhức ốc, tiêu thần vị trí ngọn núi phát sinh đáng sợ tuyết lở. Như vạn ngựa đang lao nhanh giống như vậy, như tức giận biển đang gầm thét giống như vậy, trắng xóa tuyết sóng từ trên núi chạy chồng rít gào mà xuống đỉnh không việc gì, tiêu thần xung quanh rồng ảnh bay vút, hắn quanh thân nhảy chập chờn rừng rực quan diễm, hắn bình tĩnh nhìn xuống phía dưới tất cả. Đây là một hồi lớn tai nạn, hoàn toàn là do rồng gầm tạo thành, vào đúng lúc này tiêu thần quả thực gần như kêu. Phía sau tu giả đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, xông lên đối diện tòa kia núi tuyết, hoảng sợ nhìn phía dưới cuồn cuộn sóng bạc. Trước kia mơ ước trứng rồng, muốn xông lên đỉnh, cướp giật trứng rồng mấy chục người, Mặc dù ở trong có thể phi hành chú sư, linh sĩ các loại đều chưa kịp vọt lên, toàn bộ bị chôn ở trong tuyết sâu. Tuyết lở quá mức đột nhiên, bọn họ đang ở giữa sườn núi, tuyết lở trực tiếp ở chung quanh bọn họ phát sinh, căn bản không kịp làm ra phản ứng. Trắng xóa tuyết sống, đem phía dưới thung lũng đều sắp lấp bằng. Tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm, chuyện này quả thật thật đáng sợ. Tiêu thần một người dĩ nhiên để mười mấy tên tu giả chôn thay tại trong biển tuyết bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 78 Động một cái liền bùng nổ. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Lạnh lẽo gió lạnh đem tiêu thần quần áo thổi bay phần phật, mái tóc dài màu đen theo gió múa mây cuồng loạn, đau tước giống như anh Tuấn khuôn mặt tràn ngập lạnh lùng vẻ, trong con người phát ra ánh sáng dường như lưỡi đau bình thường sắc bén, vào đúng lúc này tiêu thần cao to khôi vĩ bóng người sâu sắc ghi dấu ấn vào mọi người trong đầu, gần như yêu, gần như ma. Trời ạ, à, ta nhìn thấy gì? Thật đáng sợ. Thần long hộ thể, khó mà tin nổi. Đối diện trên đỉnh núi tuyết náo động khắp nơi. Bị vây nhốt ở trên đảo rồng tu giả giữa, không chỉ có tiêu thần ở siêng năng tu luyện khổ luyện, nỗ lực tăng lên tu vi của chính mình, mà tất cả những người khác cũng đều đang tăng nhanh như gió đây là sinh tồn xuống áp lực thật lớn gây ra, không tiến bộ liền mang ý nghĩa cái chết, bởi vì mỗi người đều biết muốn ở trên đảo rồng càng tốt hơn sống tiếp chỉ có thực lực mới là đạo lý quyết định. Gần đây, hầu như sở hữu tu giả đều ở tiến bộ, cũng không chỉ là tiêu thần một người mà thôi. Mỗi người đều so với ban đầu dưới khổ công tăng thêm rất nhiều rất nhiều. Đem mọi người nhìn thấy tiêu thần thân thể bị rồng ảnh vần quanh lúc giật mình giữa vẫn còn có chút ủ rũ, này thần dị tình cảnh để bọn họ có thể liên tưởng đến tiêu thần tiến bộ lớn đến mức nào. Chẳng qua, tự hồ là bọn họ nghĩ tới quá nhiều, bởi vì liền ngay cả tiêu thần chính mình cũng không biết tại sao lại như vậy. Lượng lờ ở tiêu thần xung quanh khủng long hình bóng đều đã biến mất rồi, hắn không biết tại sao lại phát sinh vừa mới tình huống đó, bởi vì khi hắn lần thứ hai thử nghiệm lúc, ánh sáng hóa khủng long không lại lộ phát hiện. Tiêu thần yên lặng suy tư, cảm thấy hẳn là phá vào thuế phạm cảnh giới tầng 6 sau, tích tụ năng lượng mạnh mẽ tổng phóng thích. Tu Vi sau khi đột phá hắn vẫn nằm ở kỳ ảo cảnh giới, cho đến bị những người kia làm tức giận, ẩn náu tại thần hóa huyệt đạo giữa long lực, nhận hắn tâm tình chập chờn mà kích phát ra, cho nên mới tạo thành vừa mới thần dị cảnh tượng. Cho tới nay hắn đều biết rõ, huyệt đạo bị thần hóa sớm muộn cũng sẽ hiển hiện ra uy lực đến, cái này có thể là chưa đến nắm giữ thần thông sớm biểu hiện đi. Tiêu thần cùng rất nhiều tu giả phân biệt đứng ở hai tòa trên đỉnh núi tuyết, bọn họ cách không nhìn nhau, chẳng biết lúc nào trong thiên địa bỗng nhiên yên tĩnh lại, mặt trời mới mọc chiếu rọi ở núi tuyết, tinh khí đất trời đang lưu chuyển chậm chậm, do vừa mới căng thẳng huyên ồn ào dần dần trở nên ôn hòa lên. Tiêu thần đem trứng rồng giao ra đây. Đột ngột tiếng la vang lên, hiển nhiên đây là bị người sai khiến một cây thương, đón lấy lời nói tương tự ở trong đám người những phương hướng khác vang lên, tổng cộng có bảy, tám ra cái âm thanh ở kích động. Tiêu thần mắt sáng như đuốc, hai tòa núi tuyết cách xa nhau gần vô cùng, hắn rõ ràng bắt lấy mấy cái mặt, ba người đến từ rừng rậm tộc cường giả Á La Đức sáng tạo tự nhiên liên minh, ba người đến từ hoàng gia thiên nữ Triệu Lâm Nhi sáng tạo người cây cốc liên minh. Hiển nhiên, bọn họ mưu đồ cũng không phải là trứng rồng, Á La Đức cùng Triệu Lâm Nhi mục đích là muốn kích động mọi người đối phó tiêu thần. Mọi người có mù quán tính, tuy rằng đại đa số người đều rất lý trí nhưng vẫn có một số ít người bị trống chuyển động đi theo đồng thời kêu gào giao ra trứng rồng trứng rồng thuộc về tất cả mọi người không muốn vọng tưởng một mình chiếm làm của riêng tiêu thần vung tay phải lên một cái hoàn toàn do thần quang ngưng tụ mà thành to lớn ánh sáng bàn tay vọt vào phía sau trong động băng đem cái kia vỡ vụn sư vương long trứng bắt được đi ra sau đó mạnh mẽ hướng về ngọn núi đối diện ném đi màu vàng vỏ trứng bị dồn vào nguyên khí sau, bùng nổ ra hào quang ống ánh, phát sinh chói mắt kim quang, như là một cơn mưa sao băng bình thường bay xuống đối diện núi tuyết. Này chính là các ngươi muốn trứng rồng, đã bị ta coi như bữa sáng ăn đi, nếu như các ngươi nếu mà muốn có thể chính mình đi tổ rồng lấy, vì sao muốn không làm mà hưởng đây? Ống ánh long lanh vỏ trứng như là mỹ ngọc giống như vậy, tuy nhiên đã không giống hoàn hảo lúc như vậy sặc sỡ lóa mắt, thế nhưng vẫn như cũ có ánh sáng đang lưu chuyển không nói ra được thần dị vừa nhìn liền biết là hiếm thế trân phẩm mọi người hiển nhiên bị tiêu thần lời nói kinh ngạc đến ngay người người này hơi bị quá mức phung phí của trời đi hắn lại ăn đi trứng rồng chuyện này thực sự làm cho người ta không nói được lời nào a à, hắn giống như ăn đi một đầu rồng chưa sinh ra rất nhanh mọi người tin tưởng tiêu thần cũng không có đang nói láo trứng rồng vỡ vụn cũng không phải là là tiểu long sinh ra mà là người vì đánh nát bởi vì trong suốt như ngọc vỏ trứng trên còn dính nhụm đóng băng lòng trắng trứng Tất cả mọi người một luồng thổ huyết kích động Cái này tiêu thần quả thực muốn cho người phát điên Lại nắm trứng rồng coi như ăn cơm Liền ngay cả thần cũng không như thế xa xỉ đi Tiêu thần ngươi tên khốn kiếp này Tiêu thần ngươi quá phận quá đáng Thậm chí, có người liền phá gia chi tử đều mắng đi ra Thực sự là hận không được Trứng rồng A lại bị đem bữa sáng đến ăn trứng rồng là ta liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng mang tới làm sao hưởng dụng đương nhiên do ta quyết định muốn ăn các ngươi đều có thể lấy chính mình đi lấy mọi người quả thực bị kích thích không xong rồi chính là trước kia không phải vì trứng rồng mà đến người cũng phải thổ huyết ai muốn ăn a à, người này lại nhận vì mọi người muốn ăn trứng rồng mới đi tới nơi này mọi người nhất trí cho rằng tiêu thần đây tuyệt đối vì vậy ý nghĩ ở cố ý đã kích mọi người tiêu thần ngươi thực sự là một tên khốn kiếp Tiêu thần ngươi, cho rằng ngươi là thần a, nắm trứng rồng coi như ăn cơm. Đối diện trên đỉnh núi tuyết náo động khắp nơi, mà vào lúc này Á La Đức cùng triệu lâm nhi người lại bắt đầu kích động tâm tình của mọi người. Ngày hôm qua có người phát hiện, tiêu thần không phải là vẹn vẹn đạt được một viên trứng rồng, phía sau hắn trong động băng khẳng định còn có. Để hắn đem còn lại trứng rồng giao ra đây. Giao ra trứng rồng, đó là thuộc về mọi người, là thuộc về tất cả mọi người. Tiêu thần quay đầu lại quay về phía sau ba bộ xương phân phó nói. Các ngươi mang theo trứng rồng lui lại, hướng về núi tuyết nơi sâu xa xuất phát. Chính là hắn trước đây không có lòng vương kế hoạch bồi dưỡng, hiện tại bị mọi người ép buộc tình huống cũng không khỏi động loại kia ý nghĩ. Ba bộ xương không nhúc nhích, đứng tại chỗ không hề có một tiếng động nhìn hắn, tiêu thần lắc đầu nói. Nơi này không cần các ngươi, ta như muốn rút đi không ai ngăn được chủ yếu là không thể để cho chúng ta thiên tân vạn khổ mang tới trứng rồng bị người đoạt đi. Ba bộ xương không có do dự nữa, linh hồn ánh sáng nhập vào cơ thể mà ra, đem một thân xương trắng làm nổi bật khắp nơi ống ánh, như là bảo ngọc bình thường lưu động ánh sáng lộng lẫy, chúng nó vọt vào trong động băng, sau đó ông hào quang rực rỡ trứng rồng, trực tiếp từ một bên khác phá nát băng tường, hướng về núi tuyết mặt trái phóng đi. Kha kha ngươi cũng rời đi nơi này tiêu thần quay về phía sau ở tuyết địa giữa lăng qua lăng lại kha kha hô kha kha không chút nào cảm giác được đại chiến đem muốn tới bầu không khí căng thẳng như cái ngây thơ hài đồng bình thường chơi không còn biết trời đâu đất đâu nó như cái mập mạp tiểu tuyết người bình thường lắc đầu nháy lên sáng sủa mắt to nhìn tiêu thần kha kha ngươi không muốn ăn mỹ vị mà sao ngươi không muốn để cho ngươi trọn vo bụng nhỏ tiêu trướng sao ê a à. kha kha hầm hừ cúi thấp đầu xuống sau đó mập mạp thân thể cuộn thành một đoàn, như cái tuyết cầu giống như vậy, dĩ nhiên trực tiếp lăn xuống núi tuyết, hướng về ba bộ xương đuổi theo. Đối diện trên đỉnh núi tuyết người vẻn vẹn nhìn thấy ba bộ xương tiến vào động băng, còn không biết chúng nó đã từ vác lùi sang bên đi rồi. Mọi người cùng nhau tiến lên, còn có cái gì có thể do dự. Người trong bóng tối lần thứ hai bắt đầu kích động. Chẳng qua nhưng không có người trước tiên bước ra bước thứ nhất, dù sao vừa mới tuyết lỡ quá mức chấn động, vạn nhất phát sinh nữa một lần, chết quá không đáng. Không có cái gì đáng sợ, vừa mới đã từng xảy ra tuyết lở, nổi tuyết cũng đã sụp đổ mà xuống, chúng ta đồng thời xông lên. Rốt cục có người bước ra bước thứ nhất. Có người bước bước thứ nhất, thì có người bước bước thứ hai, mấy chục người nhanh chóng hướng về hướng về tiêu thần vị trí núi tuyết. Đối với như vậy một nhóm người, tiêu thần biết nói cái gì cũng vô dụng, bất luận người nào đều hiểu xảy ra chuyện gì, đối với bọn hắn chỉ có một chữ để giải quyết, vậy thì là, giết. Yes. Hắn lạnh lùng nhìn chầm chầm vọt tới tu giả, lưỡi đau bình thường ánh mắt lợi hại từ trên người mỗi một người đảo qua, chẳng qua nhưng không có phát hiện Yến Khuynh thành đám người. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 79 Khiến người ta run rẩy ác chiến. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com gây xích mích người còn đang kêu gào, thế nhưng tiêu thần rất nhanh sẽ rõ ràng, ở trong đại đa số người cũng nhanh chóng tỉnh ngộ, như vậy gây xích mích là lên không được bao nhiêu tác dụng, có thể tiến vào long đảo người có mấy cái là hạng người lỗ mãn đây. Ai sẽ ngây ngốc thật sự bị người sử dụng như thương đây? Rất hiển nhiên những kia nhìn như bị gây xích mít lên người đều vì vậy ý nghĩ biểu hiện như thế, bọn họ lệ thuộc vào một số liên minh, những kia liên minh thủ lĩnh muốn mượn cơ hội này ra tay, bày mưu bọn họ tin qua người đến thử xem tiêu thần thực lực, để tình cảnh trở nên hỗn loạn, giết chết tiêu thần, sau đó chân chính cường giả sẽ xuất thủ cướp đi trứng rồng. Nơi có người thì có tranh đấu, đảo rồng là một cái nhỏ nhưng đầy đủ thế giới hiện thực, câu tâm đấu giác, tàn khốc chém giết, đó là tránh khỏi không được. Lòng người, nhân tính là phức tạp, ai cũng không cách nào chân chính miêu tả ra. Chú sư, linh sĩ sợ phát sinh nửa tuyết lở, trực tiếp cao cao bay trên không trung, trước tiên vọt tới thế nhưng kêu thảm tiếp theo đón lấy phát sinh a à. tiêu thần dĩ nhiên trực tiếp bay lên trời nhảy lên mười mấy mét trên không trên dưới quanh người thần diễm bốc lên đùi phải quét ngang mà ra dĩ nhiên trực tiếp đem một tên chú sư chặn ngang đá gãy mưa máu bay tán loạn hai đoạn tàn cơ thể rơi không mà xuống sự tình quá mức đột nhiên mặc cho không ai từng nghĩ tới tiêu thần tốc độ dĩ nhiên sẽ như vậy nhanh quả thực như phi hành giống như vậy vừa đối mặt dĩ nhiên liền đánh giết một cái thuế phạm cảnh giới tầng ba chú sư. Lại bị một tên võ giả bay lên không giết chết, đây đối với có thể phi hành chú sư tới nói tuyệt đối là sỉ nhục, chẳng qua người chết đã không có thể cảm giác được xấu hổ, hắn vì vậy mà vĩnh viễn mất đi sinh mệnh. Mọi người cùng nhau tiến lên, không cần e ngại hắn. Một mình hắn mặc dù hung hăng đến đâu, cũng không đỡ nổi chúng ta nhiều người như vậy. Tiêu thần ánh mắt lạnh lẽo, đã đem gọi hàng mấy người khóa chặt, tuy rằng hiểu chưa bọn họ gào hét, đáng chết tới người vẫn như cũ trên buổi họp, thế nhưng hắn vẫn là quyết định trước tiên muốn trừ bỏ mấy người, lấy này đến cho thấy quyết tâm của hắn. Mà vào lúc này, hơn 10 người tên chú sư cùng linh sĩ đã bay tới đến tiêu thần bầu trời, càng có gần hai mươi mấy tên không thể phi hành tu giả leo lên đỉnh núi tuyết, đem tiêu thần vây nhốt ở trong đó. Tiêu thần hai mắt thần quan trong trẻo, không hề sợ hãi, những này ở trong đạt đến thuế phạm cảnh giới tầng 3 coi như là cao thủ, chỉ có hạng mấy người đạt đến thuế phạm cảnh giới tầng 4, nếu như hắn muốn chạy trốn có thể thuận lợi phá vòng vây mà đi. Tiêu thần trong cơ thể bùng nổ ra từng trận lôi minh vang, trước người hiện ra ống ánh khắp nơi màn ánh sáng, bắt đầu thất tinh, dĩ nhiên ánh sáng sáng lạng lơ lửng ở trước người của hắn, màn ánh sáng này bị tiêu thần mệnh danh là phong thần. Cùng ngày trên những kia chú sư, linh sĩ đặt xuống từng đạo từng đạo thần quan lúc, tiêu thần nhanh như sao băng bình thường ở tuyết địa giữa lưu lại một đạo đạo tàn ảnh tránh thoát khỏi như sóng to gió lớn giống như năng lượng cuồng bạo đồng thời phong thần màn ánh sáng lóng lánh ra sáng lạng vô cùng ánh sáng đem bộ phận đến gần thân thể hắn chú thuật năng lượng toàn bộ ngăn cản ở ngoài lại hắn nhanh chóng hướng về hướng về phía trên mặt đất những kia vây nhốt hắn tu giả tiêu thần đã vọt vào trong đám người mục tiêu nhắm thẳng vào vừa mới quạt gió thổi lửa người bàn tay phải như đau trong nháy mắt đem Á La đứt một tên thủ hạ chém ngang hông, Chưởng đau thần quan lập lòe, cũng không nửa điểm dòng máu nhiễm phải. Tiếp đó, tiêu thần ở tại chỗ để lại một chuỗi tàn ảnh, tránh thoát khỏi mọi người đánh giết, xuất hiện ở người cây cốc một tên thành viên trước người, tay trái nhẹ nhàng xẹt qua, một viên khuôn mặt sợ hãi đầu lâu bay xéo mà đi, mang theo từng đám mưa máu lớn, thi thể ở tiêu thần rời đi lúc mới nổ lớn ngã xuống đất. Xoát một tiếng thần quan thoáng hiện, tiêu thần đột phá tầng tầng vây nhốt, xuất hiện ở một người khác tự nhiên liên minh thành viên phụ cận. Trước người bắt đầu phong thần màn ánh sáng chặn lại rồi chói mắt ánh đao, tiêu thần như là một tia chớp giống như vọt qua, thân thể người nọ dĩ nhiên phân vì làm hai nửa, tiêu thần từ hai nửa thân thể đi xuyên qua. Dòng máu phun tung tóe, ngăn ngắn trong chốc lát, đỉnh núi tuyết bên trên kêu thảm thiết thỉnh thoảng vang lên, máu tươi đã nhùm đỏ tuyết địa. Chú sư thần chú công kích, linh sĩ dị năng công kích, hóa thành từng đạo từng đạo đáng sợ chùm sáng, ở đỉnh núi tuyết bên trên cuồng loạn xung kích, ánh sáng thần thánh để đỉnh núi tuyết bên trên sáng lạng cực kỳ. Phong thần mang ánh sáng theo sát ở tiêu thần bên người, quay chung quanh hắn không ngừng xoay tròn, trợ giúp hắn chặn lại rồi che ngập bầu trời giống như năng lượng công kích, trên trời chú sư cùng linh sĩ hơn nửa thế tiến công đều bị thành công tan rã. Tiêu thần sự hung hăng làm cho tất cả mọi người khiếp sợ nguyên tưởng rằng mọi người liên thủ có thể áp chế lại hắn, thế nhưng không nghĩ tới tới thì có tu giả chết. Giữa bầu trời chú sư cùng linh sĩ không ngừng đáp xuống, đáng sợ chú thuật dường như mưa sao xa giống như vậy, dị năng công kích càng là giống như là thủy triều, chói mắt chớp giật, hỏa diễm, đau gió, băng mâu ngang trời tàn phá. Chẳng qua, tất cả những thứ này cũng không thể ngăn cản tiêu thần, hắn đạt đến thuế phạm cảnh giới tầng 6 sau, đã hoàn toàn có thể khống chế bắt đầu phong thần, lại không giống cùng liễu mộ lúc đối chiến như vậy dựa vào vận khí sử dụng. Bắt đầu lóng lánh, chói lọi bầu trời, hào quang ống ánh hầu như đem tiêu thần toàn thân đều bao phủ, tầng tầng chú thuật cùng dị năng bị phong thần quan mạc sau khi hấp thu, bắt đầu thất tinh càng ngày càng sáng sủa, cuối cùng dĩ nhiên giống như là núi lửa phun trào, hào quang rừng rực vọt lên bầu trời, đem phủ xong lại bốn tên chú sư cùng linh sĩ nuốt hết ở bên trong. Đây là một bộ làm người ta giật mình hình ảnh, giữa bầu trời phản phất bốc cháy lên lửa lớn rừng rực, nhưng này quyết không phải hỏa diễm, đó là hào quang ống ánh, phong thần mạng ánh sáng bao phủ tại tiêu thần bầu trời, đem xong lại vài tên chú sư cùng linh sĩ ở trong chớp mắt nát tan. Này làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được tiêu thần mạnh mẽ cùng đáng sợ. Thế nhưng, trước mắt mọi người không thể lùi bước, sự tình đã bị bức ép đến nơi này, giữa bầu trời chú sư cùng linh sĩ cùng với trên mặt đất tu giả, toàn bộ lớn tiếng hò hét hướng về tiêu thần dết đi. Dết. Dết A. Đỉnh núi tuyết bên trên đại chiến kịch liệt cực kỳ, gào dết trầm trời, ba mươi mấy tên cường giả ở vây công tiêu thần. Đối diện trên đỉnh núi tuyết người đang xem cuộc chiến sâu sắc vì thế mà khiếp sợ, tiêu thần đến cùng đến cảnh giới cỡ nào. Lại lấy một đòn lực lượng đại chiến quần hùng, coi là thật là sức chiến đấu kinh người. Bảy viên năng lượng hóa ngôi sao ngưng tụ ra mạng ánh sáng, như là thần thánh giáp trụ bình thường khoác ở tiêu thần trên người, phát ra ánh sáng để trên trời mặt trời đều ảm đạm phai mờ. Tiêu thần tóc tai bù xù, cầm trong tay một ngụm đoạt đến thần kiếm, ở trong đám người ngang dọc xung phong. Kiếm khí trùng thiên, ngang dọc khuấy động. Nhưng tiêu thần thẳng thắng thoải mái, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, không người có thể ngăn, thần kiếm chỗ đi qua, máu tươi không ngừng bắn tóe, hắn ngoài thân mạng ánh sáng đã đã biến thành máu mạc, sương máu lượn lờ ở đỉnh núi tuyết bên trên, gây mũi mùi máu tanh theo gió mà hành động. Phốc thần kiếm như cầu vồng, chém bay một viên giữ tận đầu lâu, một chuỗi máu dài bắn tóe tại đỉnh núi. Khách thiết kiếm vô tình, chém nghiêng vai một tên tu giả thân thể, trắng toát mảnh xương, cùng dòng máu đỏ tươi, đặc biệt chói mắt, khiến người ta sợ hãi. Xoạt, nhúng máu thần kiếm, miễn cưỡng bổ tới một tên tu giả nửa cái đầu lâu, màu trắng sền sệt hậu cần chảy mà ra, tươi đẹp dòng máu tùy theo phun, tử thi ngã ngửa trên mặt đất, không nói ra được huyết tinh cùng khốc liệt. Sau đó, rừng rực ánh kiếm nghịch không mà lên, lộng lẫy ánh sáng lóa mắt cột ở trong chớp mắt xuyên thủng ba tên tên chú sư cùng linh sĩ thân thể, trước sau trong suốt lỗ máu phun tung tóe ra chuỗi dài hoa máu, nhuộm đỏ bầu trời. Đây là một hồi dị thường đại chiến thảm liệt. Huyết kiếm kinh không, thiên địa thất sắc, bắt đầu ngút trời, mây gió biến ảo tiêu thần đại chiến tại trên đỉnh cao nhất, bắt đầu màn ánh sáng nhạt đi sau, mái tóc dài đều bị dòng máu nhuộm đỏ, thần kiếm sắc bén, múa tung tóc rối bời, ánh mắt sắc bén, cao to kiên cường bóng người, tất cả những thứ này sâu sắc ghi dấu ấn vào người trái tim của người ta, cho đến nhiều năm qua đi, này đạo bóng hình cũng khó có thể tiêu diệt. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 80 Tầng 6 tranh tài bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com cũng không biết là ai trước hết tan vỡ sợ hãi hướng về núi tuyết bên dưới bỏ chạy sau đó tất cả mọi người cũng bắt đầu chạy tán loạn giữa bầu trời chú sư cùng linh sĩ cũng đều lao nhanh mà đi tiêu thần thật đáng sợ quả thực lại như cái ác ma giống như vậy nhiều như vậy người vây giết hắn lại bị hắn miễn cưỡng giết chết hơn 10 người cao thủ hắn như lao ra địa ngục tu la lãnh khốc đẫm máu mà điên cuồng vô tình giết chóc trên tuyết phong mùi tanh nước mũi, máu tươi đem mảnh này tuyết trắng thế giới triệt để nhuộm đỏ, sương máu lượn lờ ở đỉnh núi, tàn chi toái thể đâu đâu cũng có, một bộ tu la dết trận đáng sợ cảnh tượng. Tiêu thần chống kiếm mà đứng, phong thần mạng ánh sáng từ lâu ảm đạm xuống, hắn cả người đều đã là vết máu, nhưng cả người vẫn như cũ như một cái ra khỏi võ thần kiếm bình thường ép người. Hai tòa trên đỉnh núi tuyết yên lặng như tờ, trong lúc nhất thời vô cùng yên tĩnh, tiêu thần hung hăng cùng đáng sợ để rất nhiều người cảm giác sâu sắc hoảng sợ đại đa số người đều là xem chiến đấu mà đến trước kia có mưu đồ người hiện tại cũng có chút trầm mặc có mấy người là có thể cùng tiêu thần giao chiến thế nhưng bọn họ không thể không một lần nữa đánh giá phía dưới một trận chiến sau khi hậu quả đột nhiên vừa lúc đó một mảnh sáng lạng mưa ánh sáng như là đầy trời ngôi sao rơi rụng giống như vậy hướng về tiêu thần bao phủ mà đi mạnh mẽ sống linh lực mặc dù cách nhau rất xa đông đảo người đang xem cuộc chiến vẫn như cũ cảm ứng được đó là một mảnh năng lượng hóa lưỡi dao loài sức mạnh này tự hồ không kém tại tiêu thần thế tiến công thần kiếm như cầu vồng lộng lẫy lóa mắt tiêu thần ở đỉnh núi tuyết bên trên lưu lại một đạo đạo tàn ảnh trường kiếm trong tay bắn nhanh ra từng đạo từng đạo hào quang rừng rực đổ nát từng mảng từng mảng cơn mưa đao dựa vào cảm giác hắn biết đây là một tên cường địch hiện nay hắn còn chưa phát hiện tung tích của đối phương đột nhiên tiêu thần trong tay thần kiếm như là mất đi gắn sức điểm liên miên cơn mưa đau càng thêm dày đặc thế nhưng tựa hồ cũng là huyễn ảnh cũng không phải là do linh lực ngưng tụ thành cơn mưa đau thiên tài ảo thuật linh sĩ khải lạc tiêu thần lập tức biết là ai đến rồi tuy rằng biết rõ là ảo giác thế nhưng tiêu thần cũng không dám xem thường bởi vì ở trong rất có thể ẩn giấu đi một mảnh chân thực cơn mưa đau cùng lúc đó yến khuynh thành từ băng tuyết giữa lao ra nghiêng nước nghiêng thành dung nhan tự như ảo mộng, một thân quần áo màu tím theo gió mà hành động, ở này đỉnh núi tuyết bên trên càng thêm có vẻ siêu trần thoát tục. Ở trong chớp mắt, đỉnh núi tuyết bên trên ánh sáng màu tím lộng lẫy lóa mắt, yến khuynh thành như là bay lượng tinh linh giống như vậy, ở trong tầng trời thấp nhẹ nhàng bay lượng mà lên. Nàng quanh thân khói tím lượng lờ, ở sau lưng hình thành một đôi gần như trong suốt màu tím cánh ánh sáng, làm cho nàng có thể ngắn ngủi ngự không mà đi, vào đúng lúc này nạn coi là thật xuất trần tuyệt thế. Dung nhang chim sa cá lặng yến khuynh thành trên không trung hóa thành một tia sáng tím, triển khai trong truyền thuyết bất tử ma công, từng đạo từng đạo tử quang từ giữa hai tay vùng vẫy mà ra, như là từng đạo từng đạo tử như điện một dạng bắn nhanh hướng về Tiêu thần. Thuế phạm cảnh giới tầng năm yến khuynh thành. Điều này làm cho Tiêu thần trong lòng rùng mình, không trách đối phương dám cùng hắn sinh tử chuyển động cùng nhau nếu như không phải hắn tu vi đột phá vào tầng 6, ai thắng ai thua rất khó nói. Mà giờ khắc này, không chỉ có riêng Yến Khuynh thành một địch thủ, ẩn ở ảo cảnh giữa thiên tài ảo thuật linh sĩ, tự hồ đã đạt đến thuế phạm cảnh giới tầng 6. Cái kia lúc thật lúc giả linh lực công kích để hắn có chút khó lòng phòng bị. Hơn nữa, trong bóng tối còn có một cái truyền nhân của tiểu lý phi đao không hề lộ diện. Tiêu thần quyết định tạm thời rút đi, sau đó tiêu diệt từng bộ phận. Dù sao, một cái tầng 6 thiên tài ảo thuật linh sĩ, nếu như thật sự cùng hắn kịch liệt giao chiến, chính là một hồi long tranh hổ đấu, hơn nữa Yến Khuynh Thành cùng với còn chưa lộ diện vương thông, tiêu thần tình cảnh cực kỳ không ổn. Thế nhưng, vào lúc này thiên tài ảo thuật linh sĩ Khải Lạc trốt cục bắt đầu chân chính ra tay rồi. Mấy trăm cái giống như đúc thanh niên tóc vàng, đem tiêu thần vây quanh. Không nghi ngờ chút nào, những kia đều là huyễn ảnh, trong đó chỉ có một người là khải lạc chân thân. Khải Lạc dung mạo không tính là anh Tuấn, thế nhưng khí chất nhưng phi thường xuất chúng, cái gọi là tài hoa xuất chúng nói chính là người như thế, vừa nhìn liền biết ngày khác tất nhiên là hóa long người, sớm muộn cũng sẽ một bước lên trời, con mắt màu xanh lam như là biển thâm thúy, khiến người ta không dám cùng tới nhìn thẳng vào. Khải Lạc chế tạo ảo cảnh bao phủ toàn bộ đỉnh núi tuyết, lợi kiếm, trường đao, chấp giật, thiên hỏa các loại thực thể cùng năng lượng công kích, ở toàn bộ trên đỉnh cao nhất tàn phá phản phất có mấy trăm người đang sử dụng dị năng. Tiếng sấm ầm ầm đinh tai nhức ốc, lòng lẫy thần đau xẹt qua hư không, vô tận thiên hỏa thiêu hồng bầu trời, tảng lớn linh lực mưa ánh sáng sáng lạng như sao băng. Vô số huyễn ảnh hiện lên ở mảnh này băng tuyết bên trong thế giới, thành thế hùng vĩ cực điểm, phản phất ở đang tiến hành một cuộc chiến tranh, mà không phải một người chiến đấu, này làm cho tất cả mọi người đều chấn động không ngớt. Đáng sợ thiên tài ảo thuật linh sĩ. Tiêu thần gặp phải phiền toái lớn, ở này trên đỉnh cao nhất, hắn không dám xem nhẹ mỗi một đợt công kích, bởi vì thực sự không tốt phán đoán vậy rốt cuộc là chân thực vẫn là hư huyễn. Thiên tài ảo thuật linh sĩ khải lạc danh bất hư truyền. Năng lượng kinh khủng dường như cuồn cuộn sông lớn đang lao nhanh, như mênh mang biển xanh ở cuồn cuộn, trên đỉnh cao nhất một mảnh cuồng loạn, thành thế hùng vĩ đến cực điểm, như thật như ảo, đã không cách nào trong những kia khủng bố công kích là thật hay là giả. Tiêu thần tóc rối bời tung bay, con mắt sáng như sao, cao to kiên cường thân thể ở đỉnh núi tuyết bên trên bất động như cây thông, thế nhưng trong tay thần kiếm nhưng hóa thành trăm nghìn bóng chồng tích, lộng lẫy ánh kiếm đã ngưng tụ thành một mảnh dày đặc ánh sáng lưới, phong tỏa sở hữu khủng bố công kích. Hơn nữa, phong thần màn ánh sáng lần thứ hai tái hiện ra, bao phủ lại thân thể của hắn, ngăn cản vô tận năng lượng loạn lưu. Không cách nào ở ảo cảnh giữa nhìn ra khải lạc thân ở phương nào, liền không cách nào chung kết cuộc chiến đấu này tiêu thần trong đôi mắt phát ra hai đạo thực chất hóa ánh sáng tại ngàn tầng ánh sáng giữa sưu tầm khải lạc chân thân đồng thời còn muốn đối kháng trên người chịu cánh ánh sáng có thể tường ở không trung yến khuynh thành chỉ là nguyên khí không ngừng tiêu hao tiêu thần vẫn như cũ không cách nào phát hiện khải lạc ở nơi nào lấy trường tiêu thần tinh nguyên sự sống xa xa cường thịnh tại người thường không phải vậy e sợ đại chiến đến hiện tại hắn đã lực kiệt mà chết rồi vô tận thần quang không ngừng bản thân cơ thể lóe ra, không chỉ có muốn chống đỡ lấy bắt đổ phong thần mạng ánh sáng, còn muốn ngay lúc đầu tiên đổ nát cái kia tầng tầng như thật như ảo linh lực công kích. Rốt cục, tiêu thần phát hiện một chỗ kẻ hở, một chỗ bé nhỏ không đáng kể kẻ hở. Hắn cái kia nhạy cảm linh giác, bắt lấy nhỏ đến mức không thể nghe thấy tiếng tim đập, phát hiện khải lạc chân thân vị trí. Tiêu thần một chiêu kiếm đánh bay đáp xuống Yến Khuynh Thành cả người hắn hóa thành một vệt sáng sông về phía trước, mục tiêu nhắm thẳng vào khải lạc ẩn thân nơi. Mấy chục đạo sấm sét đang dệt bổ về phía tiêu thần, càng có cháy hừng hực ngọn lửa hừng hực che ngập bầu trời mà xuống, muốn chặn tiêu thần đi tới bước tiến, khủng bố cơn mưa đau một tầng đón lấy một tầng. Những này hoàn toàn đều là thật sự linh lực công kích, mà không phải ảo giác. Tiêu thần cười gằn, càng thêm khẳng định đó là khải lạc chân thân, trong tay thần kiếm thẳng thắng thoải mái, đổ nát tầng mười mấy màn ánh sáng, đập vỡ tan vô tận ngọn lửa hừng hực, thân ảnh cao lớn như dết như thần phá tan ngăn cản. Thế nhưng đúng vào lúc này, tiêu thần cảm giác toàn thân lông tơ đều chịu lên, một luồng linh cảm không lành xuất hiện ở trong đầu của hắn, đón lấy cảm giác được cực lớn nguy hiểm bao phủ hắn. Hắn tuy rằng sụp đổ rồi phía trước một mảnh cơn mưa đau, thế nhưng có một chút ánh sáng đặc biệt lộng lẫy, như là các phá trời cao đánh tới chớp nhoáng sao chỗ giống như vậy, Dịu hắn không mở ra được hai mắt, trường kiếm trong tay của hắn đều bị nầy điểm ánh sáng chói mắt sáng đập vỡ tan. Tiểu lý phi đao Trong truyền thuyết phải giết phi đao. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video.